Bây giờ chúng ta sẽ xem lời của Chúa. Tôi sẽ không đưa giáo lý, tôi sẽ không đưa thần học, nhưng mà tôi chỉ căn cứ trên lời Đức Chúa Trời. Bởi vì lời Đức Chúa Trời là lời sống và linh nghiệm, trải qua bao nhiêu thế hệ, lời Chúa vẫn không hề thay đổi. Tín lý, giáo lý, thần học có thể sẽ thay đổi, nhưng lời Đức Chúa Trời không bao giờ thay đổi. Và vì vậy, chúng ta đọc lời Chúa, chúng ta tin lời Chúa và làm theo lời của Chúa. Thứ nhất, ở trong Sáng Thế Ký đoạn thứ 2, câu 25 cho biết rằng khi Đức Chúa Trời dựng nên muôn loài vạn vật, loài nào theo loài đó, có trống, có cái, có mái, có đực. Và Ngài phán rằng tốt lành. Nhưng trong mọi sinh vật Ngài dựng nên, không một sinh vật nào có mối tương giao với Ngài. Vì vậy, Ngài đã dựng nên loài người. Ngài dùng bụi đất nắn lên một cái hình người giống như hình ảnh của Ngài. Rồi Ngài hà sinh khí vào trong lỗ mũi, bèn trở nên một loài sanh linh. Và Ngài phán rằng rất tốt lành. Anh chị em thấy hai cái chỗ khác nha. Mọi vật Chúa dựng nên là tốt lành. Nhưng Chúa dựng nên anh chị em và tôi là rất tốt lành. Chúng ta hãy chỉ vào mình và nói rằng tôi rất tốt lành. Tôi rất tốt lành. Amen. Bởi vì khi Chúa dựng nên anh chị em thì Chúa nói rằng rất tốt lành. À, tức là anh chị em hơn tất cả muôn loài vạn vật. Và anh em có quyền quản trị muôn loài vạn vật mà Chúa đã dựng nên. Rồi bây giờ, khi Chúa dựng nên thì Chúa nói ta có một chương trình cho các con. Và chương trình đó được chép trong Giê-rê-mi đoạn 29 câu 1. Chúa nói thế này. Ta có một chương trình dành cho các con. Chương trình ta dành cho các con không phải là tai họa, nhưng là thành công, thịnh vượng, và ta cho con một tương lai tươi sáng. Như vậy anh chị em và tôi là những tạo vật ưu mỹ nhất của Đức Chúa Trời. Và khi Ngài dựng nên chúng ta, Ngài đã có một chương trình rồi. Và chương trình đó không phải là tai họa, không phải làm chúng ta buồn thảm, nhưng mà chương trình là dành chúng ta được thành công, được thịnh vượng và có một tương lai tươi sáng. Hallelujah, cảm ơn Chúa. Tôi vô cùng sung sướng khi tôi biết được chương trình Đức Chúa Trời đã dành cho tôi. Và vì vậy, khi bệnh tật đến thì chúng ta phải biết nó đến từ đâu. Con người ban đầu Đức Chúa Trời dựng nên không có bệnh tật. Ở trong vườn Eden ngày xưa không có bệnh tật. Trong thiên đàng không có bệnh tật. Nhưng Chúa biết một ngày nào đó con người sẽ phạm tội. Cho nên Ngài, xưng danh của Ngài là Jehovah Rapha, tức ta đấng chữa bệnh cho các con. Và khi Chúa Giêsu đến trần gian, Luca đoạn 4 câu 18 cho biết thần của Chúa, tức là Đức Thánh Linh đó, ngự trên Chúa Giêsu. Và Ngài đã sức dầu cho Chúa Giêsu để truyền tin lành cho kẻ nghèo. Chúa Giêsu đã được Đức Chúa Cha sai đi để rao báo cho kẻ cầm được tha, tức là những người ở trong phu tù mà tôi có nói lần trước, cho kẻ mù được sáng. Chúa Giêsu đến để làm một cái công tác giải phóng con người ra khỏi quyền lực của tối tăm, của ma quỷ, đồng thời cũng giải phóng người ta ra khỏi bệnh tật nữa. Và chúng ta sẽ đọc Kinh Thánh để xem cái sự chữa lành đó nó có liên hệ như thế nào với sự tha tội, sự giải cứu mà lời của Chúa sẽ cho chúng ta biết. Như vậy, chúng ta thấy rằng Luca đoạn 4 câu 18 cho biết rằng Chúa Giêsu được sự sức dầu của Đức Thánh Linh để một giải phóng người ta ra khỏi quyền lực của tối tăm, của ma quỷ, đồng thời chữa lành cho họ. Cho nên chúng ta tiếp tục xem lời Chúa để chúng ta tìm thấy ý muốn Đức Chúa Trời là gì. Ở trong Công vụ Sứ đồ đoạn 10 câu 38 nói rằng Đức Chúa Trời đã sức dầu cho Chúa Giêsu người Nazareth bằng Đức Thánh Linh và quyền năng. Rồi Ngài đi khắp nơi làm mọi việc nhân đức và chữa lành tất cả những người bị ma quỷ áp chế vì Đức Chúa Trời ở cùng người. Emmanuel nghĩa là Đức Chúa Trời ở cùng.
Và khi Đức Chúa Trời ở cùng Đức Chúa Giêsu trong quyền năng của Thánh Linh, thì Đức Chúa Giêsu đi khắp nơi chữa lành tất cả mọi bệnh tật và những người bị ma quỷ áp chế. Cho nên ở trong thời gian nhất, đoạn 3 câu 8 nói rằng Đức Chúa Giêsu đến để hủy phá công việc của ma quỷ. Trong đó có bao gồm cả phần chữa lành tất cả những bệnh tật. Vì trước đây dựng cho chúng ta, cho chúng ta vui mừng, nhưng mà bệnh tật đó thì làm cho chúng ta mất đi niềm vui. Có ai trong quý vị bệnh mà vui không? Tôi đã cầu nguyện cho không biết bao nhiêu ngàn người. Tôi chưa bao giờ thấy một người nào bệnh mà nói tôi vui vì cái tôi bệnh cả. Bệnh tật đến để cướp mất đi niềm vui, cướp mất đi bình an, cướp mất đi hạnh phúc, cướp mất đi cái tương lai của con người. Nhưng Chúa Giêsu đến để Ngài đuổi quỷ, chữa bệnh tật và mang con người trở lại niềm vui với Đức Chúa Trời. Ở trong sách Mác đoạn 1 câu 32 tới 34, chiều tối khi mặt trời vừa lặn, người ta đem tất cả những người bệnh tật và bị quỷ ám đến với Đức Chúa Giêsu. Cả thành tụ họp ở trước cửa. Ngài chữa lành nhiều người đau yếu, mắc đủ các chứng bệnh khác nhau và đuổi nhiều quỷ. Như vậy anh em đọc cái thánh, anh thấy hệ Chúa đuổi quỷ với chữa bệnh, hai cái này nó gần liền với nhau. Hai cái này nó có một cái gì đó dính lẫn với nhau mà Chúa Giêsu đến để phá hủy cả hai. Chúa chữa nhiều người đau yếu đủ các chứng bệnh. Cho nên hôm nay tôi muốn nói với quý ông bà chị em đang nghe tôi. Quý vị bị bất cứ chứng bệnh nào, cái tên nào mà bác sĩ cho quý vị của cái bệnh đó, thì cái tên của Giêsu vẫn hơn cái tên đó. Amen. Ví dụ, ngày hôm nay ta gọi là virus Vũ Hán, virus Tàu hay là COVID-19 gì đó chẳng mặn hàng, bất cứ tên gì họ gọi. Tôi muốn công bố rằng tên của danh Giêsu là trên hết mọi danh. Amen. Nghe đến danh Giêsu thì COVID-19 cũng phải chạy. Amen. Tôi chia sẻ điều này với các bạn vì tôi đang đứng trước mặt các bạn đây. Cái tuần lễ trước khi cả thế giới này đóng biên giới, nước Mỹ đóng cửa, thì vợ chồng tôi đến giảng cho một cái nhà thờ kia. Và trong ngày hôm đó chúng tôi cầu nguyện cho trên 100 người, mà các bạn biết đó, người Mỹ họ to, họ cao lắm, tôi thì thấp. Mỗi lần họ tới họ nói, một sư cầu của tôi bình này, họ nói là văng nước miếng lên như mưa nè. Cầu nguyện cho 100 người là cái đầu tôi ướt hết vì cái nước miếng của họ. Và khi tôi về, các con tôi nói, bố ơi, bố đừng làm vậy nữa, nguy hiểm lắm. Virus corona nó ra từ nước miếng người ta. Nhưng mà tôi nhân danh Chúa Giêsu vô hiệu quá. Và cảm ơn Chúa, trong hơn 2 tháng, gần 3 tháng qua, chúng tôi vẫn bình an mạnh khỏe. Cho nên tôi muốn thưa với ông bà chị em rằng, danh của Chúa Giêsu là trên hết tất cả mọi bệnh tật khác nhau. Mắc đoạn 1 câu 32-34 nói rằng Ngài chữa lành nhiều người đau yếu, mắc đủ các chứng bệnh khác nhau. Cho nên quý ông bà chị em nghe tôi, quý vị có cái bệnh nào mà bác sĩ nói là nan y, thì xin thưa quý vị rằng nan y với con người, nhưng mà không nan y với Đức Chúa Trời. Amen. Cho nên chúng ta có hy vọng ở trong Chúa. Đó là một tương lai tươi sáng cho quý vị đấy. Rằng danh của Chúa Giêsu là trên hết tất cả mọi cái danh bệnh tật mà bác sĩ cung cấp cho anh chị em. Trong Ma-thi-ơ đoạn 8 từ câu 16-17, đến chiều người ta đem cho Chúa Giêsu nhiều cả bị quỷ ám. Ngài lấy lời nói mà đuổi quỷ ra, cũng chữa được hết thảy những người bệnh. Hết thảy là bao nhiêu? Tất cả. Tất cả là bao nhiêu? Nhiều. Là bệnh gì cũng được hết, phải không? Cho nên đừng bao giờ nói với Chúa rằng, Chúa ơi, con đang mắc bệnh nan y. Bởi vì đối với Chúa không có sự gì khó cả. Vậy chứ được lời ứng nghiệm của đấng tiên tri Esai đã nói rằng, chính Ngài đã lấy tật nguyền của chúng ta và gánh bệnh hoạn của chúng ta. Nhưng mà Chúa Giêsu khi bị treo trên thập tự giá, Ngài đã gánh bệnh hoạn của chúng ta. Ngài đã mang tất cả tật nguyền của chúng ta. Một tí chúng ta sẽ đi sâu vào lời đó. Rồi trong Luca đoạn 5 từ câu 17 tới 25, một ngày kia Chúa Giêsu đang giảng dạy, thì có những người Pharisee và các thầy luật
từ các làng ở trong miền Galilee, Judea và thành Jerusalem đến ngồi tại đó. Quyền năng của Chúa ở với Ngài. Tôi ghi đậm cái chữ quyền năng của Chúa màu đỏ đó, tức là Thánh Linh của Đức Chúa Trời ở cùng Ngài. Hồi nãy nói là sự sức giàu đó. Thánh Linh Đức Chúa Trời ở với Ngài. Ngài chữa lành bệnh tật. Nhưng mà trong lúc đó thì Thánh Linh có mấy người khiêng một cái người bị bại liệt ở trên cái giường, đang tìm cách đưa người ấy vào trong nhà và đặt trước mặt Ngài. Nhưng vì đông người quá, họ không thể đem người bại liệt đó vào được. Cho nên họ trèo lên trên mái nhà, rồi họ dỡ ngói ra. Hoặc mấy người có được tin ghê lắm á, leo lên nhà người ta, dỡ mái nhà người ta. Rồi từ trên mái nhà đó, họ mới dòng cái giường mà có người bại liệt nó xuống ở trước mặt Chúa Giêsu, ở giữa đám đông đó. Và cái Thánh nói thế này: thấy đức tin của họ, Ngài phán: hỡi con, tội lỗi con đã được tha. À, ông bà cho em suy nghĩ vô lý không? Rất là buồn cười. Ta đang bệnh, em vô bệnh không có cầu nguyện cho bệnh với ta, mà vô nói tội lỗi con được tha. Và các thầy thông giáo cũng như người Pharisee bắt đầu thắc mắc: ủa, người này là ai mà dám nói phạm tội như thế? Ngoài Đức Chúa Trời, ai có quyền tha tội? Nhưng Đức Chúa Giêsu biết ý tưởng của họ, nên phán rằng: tại sao các ngươi thắc mắc giữa hai cách nói, tội lỗi con đã được tha, hoặc là con được chữa lành, hãy đứng dậy vắt giường mà đi, thì nói cách nào dễ hơn? Nhưng để cho các con biết rằng Chúa Giêsu, tức là con người ở thế gian này, có thẩm quyền tha tội. Và Ngài phán với người bại liệt rằng: ta bảo con, hãy đứng dậy vắt giường trở về nhà. Kinh Thánh ghi rằng lập tức ngay lúc đó, người bại liệt đứng dậy ở trước mặt họ và vác giường mình đã nằm đi về nhà và tôn vinh Đức Chúa Trời. Như vậy trong trường hợp này, Chúa Giêsu tha tội một cái, họ được hết bệnh liền. Ở quý vị thấy không? Trường hợp này Chúa Giêsu tha tội một cái là họ hết bệnh liền. Cho nên tôi cảm ơn Chúa, trong 50 năm hầu vì Chúa, thấy có nhiều trường hợp tôi cầu nguyện cho người đó tin nhận Chúa, nhưng mà họ vừa tin Chúa xong họ phát hiện ra bệnh hết luôn rồi. Nhiều trường hợp như vậy lắm. Cho nên lời của Chúa hứa trong cái đoạn 15 câu 26 như thế này: nếu các con chăm chú nghe Jehovah Đức Chúa Trời của các con, không phải chăm chú nghe không mà thôi, làm điều ngay thẳng ở trước mặt ta, lắng tai nghe các điều răn và gìn giữ mọi luật lệ ta, thì ta sẽ không giáng trên các con một bệnh nào trong các bệnh mà ta đã giáng trên dân Ai Cập. Ta là Jehovah đấng chữa bệnh cho các con. Ở chỗ đó, trong cái bản của tiếng Hebrew đó, ta ghi là ta là Jehovah Rapha, tức là ta là Đức Chúa Trời đấng chữa bệnh cho các con. Như vậy, Đức Chúa Trời là đấng chữa bệnh. Cho nên nếu anh chị em nào ốm đau, bệnh tật, mà chúng ta biết Đức Chúa Trời, chúng ta có hy vọng, chúng ta có một tương lai tươi sáng, vì Jehovah Rapha, tức là Đức Chúa Trời đấng chữa bệnh cho chúng ta. Amen. Ở trong Mác đoạn 9 câu 17 cho đến câu 20, một người ở trong đám đông trả lời là: thưa thầy, tôi đem con trai của tôi đến cho thầy, cháu bị quỷ ám. Họ đưa đứa trẻ đó đến gần Ngài, vừa thấy Chúa Giêsu, quỷ lập tức vật mạnh đứa trẻ, nó ngã xuống đất, lăn lộn, sùi một mép. Và khi thấy đoàn dân đổ xô đến, Đức Chúa Giêsu quở trách quỷ và phán rằng: quỷ câm và điếc. À, Việt Nam mình nói là bệnh câm mình điếc, chứ ai nói quỷ câm quỷ điếc đâu. Vâng nè, nhưng mà cái Thánh Chúa Giêsu nó quỷ câm, quỷ điếc. Ta ra lệnh cho mày phải rời khỏi đứa trẻ này, không được nhập vào nó nữa. Quỷ rú lên, quật mạnh đứa trẻ, rồi ra khỏi nó. Đứa trẻ trông như một xác chết, nên nhiều người nói rằng nó chết rồi. Nhưng Chúa Giêsu nắm tay đứa trẻ, đỡ nó lên, và nó đứng dậy. Như vậy cái đứa này đó, đem đến cho Chúa Giêsu là nó bị bệnh gì? Câm và điếc. Nhưng mà Chúa Giêsu có cầu nguyện để xin cha chữa lành cho nó hết câm hết điếc không? Không. Chúa Giêsu làm gì? Ngài đuổi quỷ câm và điếc, thì nó liền được chữa lành. Anh chị em ơi, như vậy chúng ta thấy ở đây nữa,
Hồi nãy á, cái đứa trẻ kia sùi một mồm một miếng. Rồi bây giờ đến á, thì Chúa Giêsu đuổi quỷ câm quỷ điếc, thì đứa trẻ nó được chữa lành. Rồi trong Luca đoạn 13 câu 11, tại đó có một người đàn bà bị tà linh ám, làm cho bệnh tật suốt 18 năm, lưng bị còng xuống không thể đứng thẳng được. Wow, 18 năm, wow. Tôi không biết là cái bà này bà làm sao mà chịu nổi 18 năm mà cái lưng còng như vậy đó. Nhưng mà khi Chúa Giêsu thấy bà đó, thì Ngài gọi lại và phán rằng, này con đã được giải cứu khỏi bệnh tật rồi. Và Ngài đặt tay trên bà, lập tức bà đứng thẳng được và ca ngợi Đức Chúa Trời. Như vậy cái bệnh mà cong lưng của bà này đó, không phải là bệnh của y học. Mà cái nắng ghi là người đàn bà bị tà linh ám, làm cho bệnh tật suốt 18 năm, lưng bị còng xuống không thể đứng thẳng được. Như vậy ta thấy là Chúa đuổi quỷ ra nhiều cái khác nhau, quỷ câm, quỷ điếc, quỷ lưng còng. Ngày hôm nay mà chị em nói như điều này là người ta cười mình. Người ta nói nó không có logic. Nhưng mà đây là điều Thánh Kinh nói. Cho nên tôi muốn anh chị em hãy trở về với lời của Chúa. Vì cỏ khô hoa rụng, nhưng lời Chúa còn đến đời đời. Amen. Những gì đã xảy ra trong thời Chúa Giêsu thì Ngài khẳng định rằng Chúa là đấng hôm qua, ngày nay và cho đến đời đời, đời đời không hề thay đổi. Nhưng mà chúng ta thấy Chúa chữa bao nhiêu thứ bệnh khác nhau rồi, phải không? Mà hầu hết những chuyện bệnh đó thì Chúa đuổi quỷ một cái ta hết bệnh nè. Chúa đuổi quỷ một cái đứa bé kia được nghe, được nói, không còn câm điếc nữa. Chúa đuổi quỷ một cái bà này lên cầu được đứng thẳng lại. 18 năm, wow. Rồi gia đình tôi đi truyền giáo, tôi dẫn một đoàn 31 người của các bác sĩ, y tá, rồi dược sĩ nhiều thứ đi qua bên Myanmar. Mỗi một ngày như vậy có khoảng 300 bệnh nhân đến khám, thì trong 300 bệnh nhân đó khoảng 200 bệnh nhân chưa phải là tín đồ, 100 bệnh nhân là tín đồ. Và 200 bệnh nhân chưa phải tín đồ đó tất cả đều tin Chúa khi họ nhận thuốc để bước ra khỏi phòng khám của mình. Rồi chúng tôi đi 3-4 cái làng như vậy. Tới cái làng cuối cùng, nơi đó có một cái viện mồ côi, chúng tôi đến việc khám bệnh cho các trẻ mồ côi thôi. Nhưng mà khi người ta nghe, người ta kéo đến đông lắm. Và cho đến 4 giờ chiều thì kết thúc rồi, thì tôi ở trong phòng cầu nguyện, tôi ra thấy có cái bà ngồi chỗ cái dạ ghế. Chúng tôi để 30-40 cái ghế ở ngoài, tại vì họ đến cả 100 người, cho nên trong nhà cái phòng của các em mồ côi không đủ chỗ. Họ ngồi ngoài sân ngồi chờ. Thì có một cái bà lớn, to con lắm. Bà ngồi bà buồn lắm, thì tôi ủa, sao mọi người về hết mà chưa về còn ngồi đây. Thì bà nói rằng tôi bị liệt cái chân phải này 6 năm rồi. Người ta đã giúp tiền cho tôi, bán hết tiền bạc đi xuống dưới thủ đô, nhưng mà bác sĩ nói là không chữa được vì có cái chân này nó bị chết, tất cả cơ nó teo hết rồi. Hôm nay tôi đến đây tôi tưởng là mấy bác sĩ tin lành này có thể giúp được, nhưng mà sau khi khám xong họ nói rằng ở đây không giúp gì được cả vì không có các cái phương tiện y khoa. Cho nên tôi phải ngồi để chờ cho đến 6 giờ chiều chồng tôi đi làm về mới ghé đón tôi. Thế thì nhà tôi tới đặt tay cầu nguyện cho bà. Khoảng chừng 10 phút thì bắt đầu tôi thấy bà nhúc nhích cái chân. Nhà tôi tiếp tục cầu nguyện bà nữa, chừng 5 phút sau đó, 15 phút thì thấy bà đứng dậy. Rồi nhà tôi bảo ngồi xuống, nhà tôi đặt tay cầu nguyện xong, nhà tôi kéo cái chân bà ra. Thì bà đứng dậy, rồi hai chân bà bước được, bà nhảy, bà múa và cuối cùng đó, sau đó thì bà chạy từ chỗ đó về nhà. Tôi có cái video đó, tôi sẽ chỉ quý vị xem sao. Nên tôi muốn nói điều này với quý bà chị em rằng, có những cái bệnh mà y khoa bó tay, nhưng mà hai vợ chồng tôi nhân danh Chúa Giêsu phá hủy quyền lực của ma quỷ tối tăm, làm cho cái chân bà bị bại liệt. Mà ở vùng nông thôn, mà ở trên đồi núi mà bại liệt một chân khổ sở lắm. Và tôi nói với quý vị rằng, tôi thấy rất nhiều trường hợp, có trường hợp mà đã được đăng lên trên Facebook, được đăng lên trên rất là nhiều mạng Internet. Một cái bà mục sư kia ở bên Texas, khi chúng tôi đến giảng cho hội thánh đó vào cái buổi sáng chủ nhật, cho mục sư nói chúng tôi nghe mục sư là có ơn cầu nguyện chữa bệnh ở nhiều nơi, hôm nay ông giảng về đề tài chữa bệnh mà ông cầu nguyện chữa bệnh, tôi nói không được. Thì giờ qua ông buổi sáng chủ nhật chỉ có 1 tiếng đồng hồ, mà đây là tín đồ không, cho nên phải có cái lời của Chúa.
Cho nên tôi sẽ giảng và cầu nguyện vào buổi tối. Thật ra buổi tối tôi đi nhóm ít lắm, tôi nói không sao cả, ai cần chữa bệnh thì tới, ai không cần thì thôi. Thế buổi tối hôm đó thay vì nhà thờ khoảng 300 tín đồ, buổi tối hôm đó họ tới chừng hơn 100 rồi. Thì tôi dạy 2 tiếng đồng hồ về sự chữa lành. Và sau đó thì chúng tôi bắt đầu cầu nguyện. Thì tội nghiệp bà ngồi trên cái xe lăn mà. Thì nhà tôi đi ngang, tôi hỏi bà có muốn ra khỏi xe lăn không? Bà nói muốn chứ. Nhà tôi đưa tay ra bảo đứng dậy đi đi. Thế bà đứng dậy, bà đi với nhà tôi vòng vòng nhà thờ một lát xong bà chạy. Mà quý vị rất là buồn cười, bà ngồi xe lăn mà bà mang đôi guốc cao gót nó khoảng một tắc mấy, hai tắc vậy này. Một lát sau tôi mới hỏi sao bà mang guốc gì nó cao vậy, mà nó làm cho nó đẹp, mà phụ nữ mà mục sư thích cho nó đẹp vậy đó. Ông chồng nó đẹp bà, nhưng mà khổ tôi lắm mục sư, tại vì bà bị liệt ngồi xe lăn đã 6 năm rồi, chết 4 năm. Mỗi lần đi nhóm lại đó thì tôi phải tắm rửa bà, rồi tôi phải bồng bà lên xe lăn, tôi đẩy xe lăn ra trong xe hơi, rồi tôi bồng bà từ xe lăn lên xe hơi, rồi tới nhà thờ đậu trong cái bãi đậu xe, xong tôi phải bồng bà xuống, rồi tôi phải bỏ lên xe lăn đẩy vô, cho nên cực khổ lắm. Mà bà còn mang cái đôi giày cao đó còn nặng hơn nữa, mà cái lưng tôi nó không có khỏe mạnh lắm. Nhưng mà trong buổi tối hôm đó bà được chữa lành xong, bà đi về đó, bà bị ông chồng ghé vô cái chợ Walmart ở bên Mỹ, bà mua đầy một đội đồ để tính hôm sau đã thiệt. Sáng hôm sau ra bà dậy phải chạy thể dục, ổng quay video ổng đưa lên trên Facebook cho người ta trầm trồ, không biết chuyện gì xảy ra. Mới hồi tối hôm qua thấy bà còn được chồng bồng lên xe, mà sau sáng này bà chạy thể dục. Mới gọi con của bà, nói con ơi con phải về coi thử mẹ con bị cái gì đó. Thế thì con nó tới, nó thấy bà mạnh khỏe bình thường đi lại, bà làm chứng, nó vẫn không tin. Nó tưởng là chắc là bà hồi sinh rồi bà chết, cho nên nó chở đi bệnh viện khám. Bệnh viện khám xét nghiệm đủ mọi thứ, bác sĩ phát hiện rằng bà này hoàn toàn được chữa lành. Và bà sống được khoảng 7-8 năm gì nữa trước khi bà về với Chúa. Bà đi lại bình thường, bà làm chứng, bà qua bên Pakistan, bà truyền giáo cùng. Cho nên tôi muốn nói quý vị rằng, có những loại bệnh tật mà y khoa bó tay, nhưng mà khi chúng ta lấy uy quyền của danh Chúa Jesus, chúng ta vô hiệu hóa quyền lực của ma quỷ tối tăm của các đời để lại. Như lần trước tôi chia sẻ với các bạn, trong cái phần mà cả thế gian bị ma quỷ bắt phục làm theo ý nó. Có những người có cái liên hệ với Thánh Tà Linh mà không có nhớ. Như tôi nói, có những người tin lành nhưng mà té bị trật ra, rồi cha mẹ đưa tới mấy ông thầy mà nắng bóp xương ở miền Trung, gọi là thầy vàng, có nơi thì gọi là thầy mần đó, nhưng mà không biết rằng họ khoáng. Cho nên những người đó có cái dính dáng với thế giới tà linh, và khi chúng ta đuổi thế giới tà linh và hướng dẫn họ tuyệt đoàn tuyệt cắt bỏ, thì họ được chữa lành ngay lập tức liền. Như vậy trở lại cái vấn đề của cái người đàn bà 18 năm bị lưng còng, khi Chúa Giêsu đuổi quỷ thì bà được chữa lành, bà đứng thẳng lưng liền. Sau 18 năm phải khòm nhưng bây giờ đứng thẳng lên. Tôi tin rằng bà mừng quá. Hallelujah. Cảm ơn Chúa. Trong Ma-thi-ơ đoạn 5 nói rằng Chúa Giê-xu không những Ngài chữa lành mà thôi. Nếu một mình Ngài mà chữa lành đó, thì làm sao Ngài giải quyết hết đan đề. Trên Ngài kêu 12 sứ đồ, rồi sau này 70 môn đồ, rồi sau này đến phiên chúng ta. Ngài bảo các sứ đồ đó, hãy đi rao giảng rằng vương quốc thiên đàng đã gần. Hãy chữa lành người đau yếu, khiến người chết sống lại, làm sạch người phong hủi và đuổi quỷ. Các con đã nhận lãnh không thì hãy cho không. Tôi nhớ ông thầy của tôi là ông mục sư John Huston. Ông kể năm 1930 mấy đó, khi ông đi qua bên Phi Châu, ông đi giảng đạo, lúc bây giờ cả nước chưa có người nào tin Chúa. Thì ông đi vào trong rừng, trong các bộ lạc, trong các làng nhà đó. Ông hỏi ai ốm đau bệnh tật, ông chữa lành. Và ông cầu nguyện rất nhiều người được chữa lành. Sau khi chữa lành xong, họ đã tìm đến ông, họ sao mà hay quá ông vậy. Bao nhiêu thầy mo của tôi, họ ăn của tôi biết bao nhiêu heo, biết bao nhiêu trâu rồi, mà tôi vẫn không được lành. Mà ông tới, ông chỉ hướng dẫn tôi nói có mấy câu xong mà hôm nay tôi được lành. Thì bắt đầu ông mới hướng dẫn cho họ tin Chúa sau đó. Và tôi nhớ cái kinh nghiệm này. 6-7 năm trước đây, khi nhà tôi và tôi đi đến bên Myanmar đó, quý vị biết chúng tôi phải đi xe buýt 14 tiếng đồng hồ. Ra khỏi xe buýt chúng tôi phải đi 6 tiếng đồng hồ xe taxi. Đến khi xe taxi không còn chạy được nữa, đường không còn đường để chạy, thì chúng tôi ra đi xe gắn máy 2 tiếng rưỡi. Khi xe gắn máy không chạy được nữa đó, chúng tôi đi bộ 1 tiếng rưỡi chúng tôi vô làng. Nhưng mà khi vô làng đó, chúng tôi cầu nguyện cho những người bệnh. Có một cái bà kia, bà bị bán thân bắt tội, bà nằm mấy năm trong một cái góc kìa.
Mà quý vị biết nhà trên núi mà bị bắn tăng bắt tội là chỉ nằm một chỗ thôi, không có làm gì được hết. Chồng con thì mỗi ngày đều phải ra rừng ra rẫy. Thế nhà tôi cầu nguyện, tôi cũng có cái video nữa, hôm nào tôi sẽ chiếu quý vị coi. Cầu nguyện cho bà, chừng 15 phút là cái tay bà cử động được. Cầu nguyện nửa tiếng sau thì bà đứng dậy được. Và tiếp tục cầu nguyện một tiếng hồi bà nhảy múa. Và sau một tiếng hồi thì bà dẫn nhà tôi đi qua hàng xóm, thăm hết cái xóm đó. Và bà làm chứng. Và kết quả là cái buổi tối hôm đó có khoảng 18-20 người quanh xóm họ gom lại. Và chúng tôi đã cầu nguyện. Và tất cả đều tin Chúa và lập một cái điểm nhóm mới ở đó. Cho nên tôi muốn nói điều này với quý ông bà chị em rằng có nhiều trường hợp mà ở trong thời Tân Ước, bốn sách Phúc Âm đó, rất nhiều người chưa tin Chúa, nhưng mà ta vẫn cầu nguyện cho họ được chữa lành. Sau khi chữa lành họ mới tin Chúa. Đó là lý do tại sao bên Mỹ hiện nay có một cái trường kinh thánh ở bên California của ông tên là ông Bill Johnson. Giờ thời ông lớn lắm. Ông dạy tín đồ đi ra ngoài chợ, ra ngoài đường đó, gặp ai là hỏi họ khỏe mạnh không. Thường thường họ ít cái khi mà hoàn toàn khỏe mạnh. Mặc dù trường hợp người Mỹ họ how are you, họ nói I'm fine, thank you, nhưng mà họ không có fine gì nên họ đủ thứ bệnh hết rồi. Hỏi ông có bệnh tật gì không? Có những họ có được sự soi sáng của Chúa. Họ nói hình như ông bị đau cái vai, hình như bà bị đau cái lưng gì đó. Rồi nó có. Rồi nó tôi biết Chúa nói tôi vậy, mà hôm nay bà được chữa lành, hôm nay ông được chữa lành. Họ cầu nguyện và rất nhiều người được chữa lành. Khi chữa lành xong đó, họ ủa sao hay quá vậy? Bắt đầu mới làm chứng về Chúa cho họ. Cho nên ngày hôm nay nên chị muốn chinh phục người ngoại đó, thì cách tốt nhất để nên chinh phục là đi chữa bệnh cho họ, đuổi quỷ cho họ tin Chúa đã, rồi sau đó chúng ta sẽ dẫn họ đến với Chúa. Cho nên khi mà ta chữa lành rồi đó, họ tin Chúa dễ dàng lắm. Tôi kinh nghiệm điều này khi mà tôi đi truyền giáo ở những cái nước như ở bên Phi Châu, như ở bên Nam Mỹ hay là bên Myanmar chẳng hạn, và thậm chí những nước Hồi giáo như Indo, Malai cũng vậy. Tôi nhớ khi tôi truyền giáo ở bên Malai đó, thì có một cái em kia, nó đi nhà thờ sao làm chứng là vui lắm. Nó nói là con thì chả muốn đi nhà thờ đâu, tại vì người ta nói là chỗ mấy tin lành để dụ đạo lắm, con không tới. Nhưng mà mấy đứa bạn con nó rủ, nó nói mày phải đi đi. Thứ nhất là chỗ này nó cho mày ăn thịt lợn. Ở cả Mã Lai là cái xứ này, xứ Hồi giáo, nó không cho ăn thịt lợn. Mà công ty của mình là công ty do người Mã Lai làm chủ, nó không cho ăn thịt lợn. Nhưng mà nhà thờ tin lành ấy, nó có thịt lợn, mà nó nấu ngon lắm, nó theo kiểu mình làm ngon lắm. Thứ hai đây, nhà thờ của mấy cô gái đẹp lắm, hát hay lắm. Thí dụ nó đi, thì khi nó tới, nó thấy mỗi buổi nhóm đều có cầu nguyện chữa bệnh. Rồi nó về, đó là chiều Chủ nhật. Nó về thì cái tối thứ hai nó đang ngủ, nhưng mà tự nhiên nó đau bụng đau quá đi mà. 1-2 giờ sáng ở trong cái xưởng làm, nó giữ gác cái xưởng, vắng xa lắm, đâu có hàng xóm đâu. Đau quá thì nó không biết làm sao, nó nói, ôi Chúa ơi, nếu Chúa mà chữa lành cho mấy người tin lành ở nhà thờ tối hôm qua đó, thì xin Chúa chữa cho con chứ, giờ con đau quá mà con kêu không biết ai giúp được con, tôi xin Chúa chữa lành cho con cả. Thế là Chúa chữa nó được lành. Chúa chữa lành ngay đêm thứ hai. Thì nó bảo tới cái đêm thứ tư thì nó đang ngủ vậy, có một cái người cũng công nhân đó, người Nepal, và cũng bị bệnh đau y như nó vậy đó. Thì nó không biết làm sao, nó tới nó đặt tay, nó bắt chước, nó là Chúa, con thấy mấy người tin lành họ để tay lên rồi họ kêu cầu, cho nên Chúa chữa lành, mà Chúa chữa không có thứ hai, bây giờ Chúa chữa cái thằng Nepal đi như vậy, Chúa có tội nghiệp đó quá. Thế là cái thằng Nepal đó được Chúa chữa lành liền. Và Chủ nhật cả hai nó dẫn thêm một mớ nữa, người Nepal có, người người Ấn Độ có, người Bangladesh có, tới nhà thờ tin Chúa. Thế những người đó họ đâu biết Chúa gì đâu, nhưng mà được Chúa chữa lành. Cho nên tôi muốn nói điều này với quý mặt cho em, để giúp cho quý vị thấy rằng Chúa Giê-xu đến để chữa lành, rồi Ngài cũng trao cho các môn đệ cái quyền đó. Và Ngài nói rằng hãy đi để rao giảng vương quốc thiên đàng đến gần, hãy chữa lành người đau yếu, khiến người chết sống lại, làm sạch kẻ phung, đuổi các quỷ. Cho nên tin lành của Chúa không phải chỉ sự cứu rỗi không mà thôi, nhưng mà được tha tội rồi, chúng ta được hưởng được sự chữa lành nữa. Amen. Công vụ sứ đồ đoạn 19 câu 12 nói thế này: Đức Chúa Trời dùng tay Phaolô làm các phép lạ phi thường, đến nỗi người ta lấy khăn và áo choàng ông đã dùng đặt tên các bệnh nhân thì bệnh tật biến mất và tà linh bị trục xuất khỏi họ. Hallelujah. Khi tôi đọc tới chỗ này đó,
Tôi cảm ơn Chúa là Chúa Giêsu đến để làm điều đó. Chúa kêu môn đệ Ngài làm điều đó. Chúa sai môn đệ Ngài làm điều đó. Và nếu quý vị biết cái ông Phaolô này đó, ông hồi xưa tên là ông Saulơ, ông là người theo truyền thống, ông thờ Đức Chúa Trời nhưng mà ông chống Chúa Giêsu. Và ông hãnh diện về gia phả ông, ông hãnh diện về cái học vấn của ông lắm. Nhưng mà sau khi Chúa quýnh ông té ngựa trên đường đi bắt có hội thánh đó, thì Chúa kêu gọi ông như lần trước tôi có nói với quý bà, ông làm chứng lại trước mặt vua Agrippa rằng tôi có đủ thẩm quyền của vua, của quan, của cái thầy tế lễ để đi bắt tín đồ. Nhưng mà khi Chúa quýnh ông té ngựa thì Chúa hỏi Sao lơ sao ngươi bắt bớ ta? Thì ông hỏi của ông là ai mà tôi bắt bớ? Thì người nói ta là Giêsu ngươi đưa bắt bớ đây, nhưng hôm nay ta hiện ra với ngươi để ta biến đổi cuộc đời ngươi từ một ông giáo sư luật, từ một người có quyền thế như vậy, trở thành một đầy tớ của ta. Và ta sẽ sai ngươi đi đến với các dân, dân Do Thái cũng như dân ngoại bang, để ngươi mở mắt họ hầu từ tối tăm qua sáng láng, từ quyền lực của Satan được làm con Đức Chúa Trời. Ngươi sẽ là chứng nhân cho ta ở trước những người đó. Và bây giờ Kinh Thánh nói tiếp ở trong câu vụ đoạn 19 rằng Đức Chúa Trời dùng tay của ông làm những phép lạ phi thường, mà không phải chỉ cái tay ông đặt không mà thôi, đến nỗi số người đông quá đi đó, ông không đặt tay được hết đó, thì người ta lấy khăn, lấy áo mà ông đã mặc đó, đắp lên trên những cái người bệnh được liền, đắp lên người tà linh thì tà linh trục xuất liền. Wow! Tôi muốn chia sẻ điều này với anh em rằng Chúa của chúng ta hôm qua, ngày nay cho đến đời đời không hề thay đổi. Nhưng chúng ta không bắt chước. Chúng ta phải tin và làm theo như vậy. Tôi nói điều này anh em phải cẩn thận là việc bên Mỹ đó. Thỉnh thoảng tôi thấy họ gửi đến nhà tôi một cái bì thơ lớn, bị mở ra gấp, mở ra trong đó, ồ họ có đủ cái hướng dẫn, nhưng mà có một miếng vải. Họ miếng vải này tôi đã cầu nguyện rồi, được sự sức giàu rồi đó. Bây giờ gửi cho tôi 1.000 đồng đi, tôi sẽ gửi cho một miếng vải thật lớn hơn. Và dùng miếng vải đó đặt tên người nào thì người đó được chữa lành, đặt tên người nào người đó được giải phóng khỏi ma quỷ. Thưa anh chị em, tôi tin lời Đức Chúa Trời. Tôi tin gì người đã làm qua follow. Nhưng mà tôi không tin rằng bởi một miếng vải của người nào đó, bởi 1.000 đồng. Có khi họ gửi chai dầu, nếu gửi 100 đô, tôi gửi cho một lọ dầu thì sức trên người bệnh được lành. Tôi hoàn toàn tin vào quyền nghĩa kỳ phép lạ của Chúa. Nhưng mà tôi không tin rằng chúng ta có thể buông thần bán thánh như vậy. Ngoại trừ nếu Chúa dùng một cái việc đặc biệt nào đó cho một người nào đó trong một giai đoạn nào đó, trong những cái trường hợp đặc biệt nào đó. Chứ không phải chúng ta lợi dụng cái quyền của Chúa cho để buôn bán. Đành rằng người hầu việc Chúa, người giảng tin lành sẽ được nuôi mình bằng tin lành. Nhưng mà khi chúng ta đi giảng tin lành, nếu người ta nhận được tin lành, quyền năng của Chúa, cuộc đời ta giải phóng, tâm hồn bình an, thân thể khỏe mạnh, cuộc sống thành vượng, thì người ta sẽ chia sẻ cho chúng ta. Chứ chúng ta không có đi bán những miếng vải, bán những chai dầu như vậy để lấy tiền. Mà tôi coi đó giống như là một cái cách trục lợi. Cho nên tôi muốn chia sẻ rõ với anh em điều này. Ông mục sư ái, ông còn tin một người này giống như phép lạ? Có chứ. Chúa làm, Chúa kêu môn đồ ra đi làm, ông follow làm đó. Nhưng mà biểu tôi bỏ tiền ra để mua một chai dầu 100 đô hay là mua một miếng vải, một cái khăn nào đó 1.000 đô, thì điều này tôi phải suy xét lại, xem có phải đến từ Chúa hay không. Cho nên tôi muốn chia sẻ điều đó cho anh em, để anh em hết sức cẩn thận. Bởi vì cái sự sức giàu đến từ nơi Chúa, bởi chúng ta đặt được tin nơi Ngài, thì Chúa Giêsu đang sống ở trong chúng ta với quyền năng Thánh Linh, Ngài sẽ làm việc của Ngài qua chúng ta. Chúng ta chỉ là một cái phương tiện, một ống dẫn để Chúa làm qua chúng ta. Và các ngươi hãy lãnh không thì hãy cho không, đừng có buôn bán. Khi mà thuật sĩ Simon là ông thầy bùa đó, thấy những sứ đồ đặt tay họ được ban Đức Thánh Linh như tôi nói từ trước, thì ông đem tiền ra, nói ô đây tiền đây, xin cũng cho tôi cái ơn đó, cái quyền đó, để tôi cũng làm điều đó. Thì các sứ đồ của đường tiền bạc ngươi sẽ hư mất với ngươi. Cho nên cái điều đáng buồn đó là những người mới tin Chúa, những người được kêu gọi để học Chúa đơn sơ với quyền yêu kỳ pháp lại xảy ra. Nhưng một ngày nào đó nổi danh rồi đó, thì cũng sẽ buôn bán, buôn thần bán thánh như vậy. Tôi muốn nói điều này
để giúp cho anh chị em họ cẩn thận, để chúng ta không bị mắc lừa, để chúng ta không bị bất cứ một người nào dụ dỗ chúng ta, để chúng ta bỏ tiền mua mà đem về đắp mà không được lành bệnh, đắp mà không đủ được quỷ, chúng ta sẽ phàn nàn, chúng ta sẽ lầm bầm, chúng ta sẽ mất phước. Cho nên tôi trở lại với công sứ đồ đoạn 19 câu 12 là Phao-lô đã được Đức Chúa Trời sức dầu để làm những phép lạ phi thường, đến nỗi khăn và áo choàng của ông đặt tới người bệnh nào người bệnh đã được hết, đặt trên người bị quỷ ám quỷ đều được giải cứu. Hallelujah, cảm ơn Chúa. Và lời Chúa trong Gia-cơ đoạn 5 câu 14-15, Chúa dạy rằng nếu trong anh em có ai đau ốm chăng, hãy mời các trưởng lão của hội thánh đến để họ sẽ nhân danh Chúa cầu nguyện và sức dầu cho người bệnh. Sự cầu nguyện bởi đức tin sẽ cứu người bệnh, Chúa sẽ đỡ người ấy dậy, nếu người bệnh có phạm tội cũng sẽ được tha. Như vậy đây là trường hợp cầu nguyện chữa bệnh cho người đã tin Chúa. Ở trong Kinh Thánh có hai cái trường hợp. Trường hợp thứ nhất mà bốn sách Tin Lành có nói đến, và chúng ta thấy trong Công vụ sứ đồ đó, là trường hợp cho người chưa tin Chúa. Người chưa tin Chúa vẫn được chữa lành, tùy thuộc vào sự sức dầu của Chúa trên chúng ta, tùy thuộc vào sự kêu gọi chúng ta, tùy thuộc đức tin chúng ta, tùy thuộc vào sự vâng lời chúng ta, tùy thuộc vào sự ra đi của chúng ta, lao giảng, đặt tay, cầu nguyện. Nhưng trường hợp thứ hai là trong hội thánh, đánh giá cơ đoạn 5 thì nó đây là trường hợp dành cho tín đồ. Một tí xíu tôi sẽ đi sâu vào cái phần này sau. Người chưa tin Chúa, Chúa không đặt điều kiện vì họ chưa biết gì hết. Nhưng người đã tin Chúa rồi thì có điều kiện. Cho nên hai cái điểm này khác nhau và tôi sẽ lần lượt sẽ phân tích cho chị em thấy. Nhưng mà tôi muốn khẳng định cho em rằng Chúa chữa bệnh cho người chưa tin Chúa, Chúa cũng chữa bệnh cho con cái của Chúa, cho người đã tin Chúa rồi. Cho nên quý vị nghe tôi hôm nay, dù chưa tin Chúa, quý vị đầy hy vọng. Quý vị đã tin Chúa rồi, quý vị vẫn có hy vọng. Mặc dù có điều kiện, chúng ta sẽ đi vào những điều kiện đó sao, nhưng mà quý vị vẫn có hy vọng rằng Chúa đã dựng đến con người chúng ta từ buổi ban đầu rất tốt lành. Ngài có chương trình rất tốt lành, Ngài có tương lai rất tươi sáng cho chúng ta. Trong Ê-sai đoạn 53 câu thứ 5, nhưng người đã vì tội lỗi chúng ta mà bị vết, vì sự gian ác của chúng ta mà bị thương. Bởi sự trừng phạt người chịu, chúng ta được bình an. Bởi lần roi người mang, chúng ta được lành bệnh. Chúa Giê-xu là đấng vô tội, nhưng khi Ngài đến, Ngài chịu chết trên thập tự giá, thì Kinh Thánh nói rằng đầu của Ngài đội mão gai để nhân đó, và đầu của anh chị em và tôi bối rối, bất an, hoang mang, sợ hãi, lo lắng đó sẽ được bình an. Amen. Thân thể Ngài bị đánh tan nát để bởi những lần đòn đó mà anh chị em và tôi được sự chữa lành. Amen. Và lời đó đã được sứ đồ Phi-e-rơ ở trong thơ thứ nhất đoạn 2 câu 24 nhắc lại rằng Ngài gánh tội lỗi chúng ta trong thân thể Ngài trên cây gỗ. Trong cái đề tài mà tôi chia sẻ về thập tự xanh, thập tự đỏ đó, thì tôi đã nói rất là rõ điều này rồi. Ngài gánh tội lỗi chúng ta thân thể Ngài trên cây gỗ, hầu cho chúng ta là kẻ đã chết về tội lỗi được sống cho sự công bình. Lại như những lần đòn của Ngài, anh em được lành bệnh. Như vậy Chúa Giê-xu chết trên thập tự giá cho hai việc. Việc thứ nhất là chuộc hết tội lỗi của chúng ta. Nhưng kế đến là cho tâm hồn ta được bình an, cho thân thể ta được khỏe mạnh. Và một khoảng sau tôi sẽ nói quý vị là cho cuộc sống quý vị được thành vượng nữa. Như vậy thì lời của Chúa qua TV Esai bây giờ được sứ đồ Phi-e-rơ khẳng định rằng Ngài gánh tội lỗi chúng ta thân thể Ngài trên cây gỗ, nhưng những lần đòn của Ngài đó cũng có thẩm quyền chữa lành mọi bệnh tật của chúng ta. Amen. Hallelujah. Vì vậy mà lời Chúa trong Thi Thiên 103 câu 2 câu 5, tôi muốn quý vị đọc chung với tôi câu này. Quý vị có thấy được trên màn hình không? Và tôi không cần nghe quý vị, nhưng quý vị mở miệng đọc ra để mà quý vị nói cho linh hồn biết. Tại sao Kinh Thánh nói rằng hỡi linh hồn ta, hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va. Chúng ta mỗi ngày phải nói với linh hồn mình nghe các bạn. Cho nên đó là lý do vợ chồng tôi đó hát cho linh hồn mình, nói cho linh hồn mình. Khi tôi trong tù đó, sau khi điểm danh xong, tôi vào bên trong cái mùng đó, người bác gọi là cái màn. Tôi vào trong mùng xong đó, trong màn xong đó, là tôi cầu nguyện, tôi giảng cho chính mình tôi. Thậm chí vì sao có một quản giáo hỏi anh làm gì trong đó, tôi nói tôi giảng đạo. Họ giảng cho ai? Giảng cho linh hồn tôi. Linh hồn chúng ta mỗi ngày cần được nuôi bằng lời của Chúa. Cho nên ta phải nói với linh hồn của mình. Bây giờ chúng ta hãy
đọc câu Kinh Thánh trong Thi Thiên 103 câu 2 câu 5, chúng ta cùng đọc. Hỡi linh hồn ta, hãy chúc tụng Đức Giê-hô-va, chớ quên các ân huệ của Ngài. Chính Ngài tha thứ các tội ác ngươi, chữa lành mọi bệnh tật ngươi, cứu chuộc mạng sống ngươi khỏi chốn hư nát, lấy lòng nhân từ và thương xót mà làm vương miệng đội cho ngươi. Ngài làm cho ngươi được mãn nguyện với những điều tốt đẹp, để tuổi thanh xuân của ngươi hồi phục như của chim phượng hoàng. Ồ, cảm ơn Chúa. Ngài tha thứ tội ác của chúng ta, Ngài chữa lành bệnh tật của chúng ta, Ngài cứu chuộc mạng sống chúng ta khỏi chốn hư nát. Anh em ơi, tin lành của Chúa vô cùng phước hạnh. Đây thật là tin mừng. Chúng ta không phải chỉ nói về phần linh hồn cứu rỗi không mà thôi, nhưng về phần thể xác, về phần cuộc sống của chúng ta nữa. Trên mỗi ngày, anh em hãy nói với linh hồn mình rằng: Chúa đã tha thứ tội ác tôi, Chúa chữa lành mọi bệnh tật tôi, Chúa cứu chuộc mạng sống tôi khỏi chốn hư nát, và tôi sẽ không bao giờ quên các ân huệ của Ngài. Có một số người khi nào gian truân hoạn nạn, ốm đau bệnh tật, họ mới kêu tới Chúa. Còn bình thường, cuộc đời họ được bình an, được thành vượng, được thành công, họ quên mất Chúa. Nhưng mà hôm nay lời Chúa nhắc tôi và anh chị em rằng: chớ quên các ân huệ của Ngài. Trong những ngày dịch đó, bữa ăn nào tôi cũng tạ ơn Chúa. Vì nhiều người đi làm đơn thất nghiệp, nhiều người phải đi sắp hàng để nhận đồ ăn. Nhưng mà Chúa cho chúng tôi mỗi ngày vẫn có đồ ăn được 3 bữa. Chúng ta phải biết ơn của Chúa. Hãy nhớ các ân huệ của Ngài. Và trong ân huệ đó, không những Ngài tha tội đem được làm con ông trời mà thôi, Ngài còn chữa lành bệnh tật anh chị em nữa. Ngài muốn anh em có một thân thể khỏe mạnh, cho nên Ngài gánh tất cả bệnh tật chúng ta bằng những lần roi vết sẹo của thân thể Ngài khi bị treo trên thập tự, để Ngài cho chúng ta được mãn nguyện những điều tốt đẹp, để tuổi thanh xuân của chúng ta được hồi phục như của chim phượng hoàng. Các bạn biết tuổi của tôi rồi đó, hai vợ chồng tôi tuổi cổ lai rồi đó. Nhưng mà chúng tôi đi truyền giáo như những người trẻ. Thậm chí có những mục sư mới 30 tuổi, chưa bằng nửa tuổi tôi, mà vẫn không đi theo kịp chúng tôi. Là vì tuổi thanh xuân của chúng tôi trở lại như của chim phượng hoàng, để có thể cất cánh bay cao mà không mệt mỏi, đi không mệt nhọc, chạy không mòn mỏi. Cho nên Chúa muốn cho sức lực của ông bà chị em được trở lại như của chim phượng hoàng, hay là ở bên Tây mình gọi là con chim đại bàng đó. Chúa muốn cho chúng ta được hưởng điều đó. Amen. Hallelujah. Bây giờ tôi muốn nói tới cái tin lành trọn gói của Chúa là gì. Ở trong các tổ chức, người ta gọi là full gospel, hay là tin lành toàn vẹn, phúc âm trọn vẹn gì đó, thì những cái từ đó tôi không có nói đến hôm nay. Tôi nói tới lời của Chúa. Lời của Chúa mà chúng ta vừa mới đọc ở trong Thi Thiên 103 đó, là tội lỗi chúng ta được tha thứ, bệnh tật chúng ta được chữa lành, linh hồn chúng ta được cứu rỗi, và cuộc sống chúng ta được thành vượng. Anh em tin được không? Amen. Hallelujah. Nếu anh em chưa tin, hôm nay tôi mong anh em hãy tin. Vì khi tin nhận Chúa Giê-xu thì Ngài tha thứ mọi tội lỗi, Ngài chữa lành mọi bệnh tật, Ngài ban linh hồn được cứu rỗi, và ban cuộc sống được thành vượng. Cô-rinh-tô nhì đoạn 8 câu 9, sứ đồ Phao-lô khẳng định rằng: anh em biết ân điển của Chúa chúng ta là Đức Chúa Giê-xu Christ. Ngài vốn giàu nhưng đã trở nên nghèo vì anh em, để bởi nhân sự nghèo của Ngài mà anh em trở nên nghèo hơn hả? Không, anh em trở nên giàu có. Hôm nay tôi không muốn nói về tin lành thành vượng đâu, nhưng mà tôi muốn nói về tin lành trọn gói, tin lành toàn bộ. Là trong tin lành đó, anh em được tha tội, được chữa lành, được mạnh khỏe, được bình an và được thành vượng. Cho nên đó là lý do tại sao ta giảng tin lành cho kẻ nghèo, để đem họ ra khỏi sự nghèo khổ. Cho nên ai đã tin Chúa mà cứ nói tin Chúa lâu năm mà cứ thân nghèo thân khổ, tôi phải xét lại. Chúa cho chúng ta giảng tin lành cho người nghèo, để biến đổi cuộc đời nghèo của họ trở nên giàu, biến từ bệnh tật trở nên mạnh khỏe,
biến từ bối rối bất an, hoang mang sợ hãi trở nên bình an vui mừng, biến từ địa ngục trở nên thiên đàng, từ tội nhân trở thành thánh đồ. Cho nên thưa anh chị em, trong tin lành toàn bộ của Chúa Giêsu, Ngài đến để chết thay cho chúng ta. Lời của Chúa khẳng định rằng nhân sự sửa phạt Ngài chịu, tâm hồn ta được bình an. Nhân lần roi Ngài chịu, chúng ta được lành bệnh. Nhân huyết Ngài đổ ra, chúng ta được cứu rỗi. Ngài đấng giàu vì chúng ta trở nên nghèo, để nhân sự nghèo của Ngài, chúng ta được trở nên giàu. Anh em phải giàu mới đi giảng tin lành được anh em ạ. Tôi bắt đầu giảng tin lành cho những người nghèo lắm. Tôi nói đây, có thể một số người đã nghe tôi đây. Năm 1980, khi vợ chồng tôi đến vùng kinh tế mới xa lộ 25 thuộc huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai. Những người đi kinh tế mới, các bạn biết nghèo khổ cỡ nào. Nhưng mà tôi muốn truyền cho họ một sứ điệp đầy hy vọng. Và cảm ơn Chúa, những con người đó rất nghèo khổ, bây giờ họ trở nên những đại gia. Tôi nghe nói là các ông mục sư đó, của cái nhà thờ đó, hồi đó chỉ là một thanh niên hội thánh thôi. Tôi đến dạy kinh thánh, tôi dẫn đi thăm viếng, đi làm chứng đạo. Sau này ông trở nên ông mục sư đó. Mà bây giờ nhà lớn, xe hơi chạy, quý tưởng vượng tưởng từ cái vùng kinh tế mới ngày xưa đó. Vợ chồng tôi đi từ nhà thờ Trảng Bom mà vào trong vùng kinh tế mới đó, có 30-40 cây số thôi, mà tôi đi từ sáng tới chiều mới tới, là vì đường không thể nào chạy được. Hai vợ chồng tôi có cái xe mà chúng tôi cởi nó thì ít, mà nó cởi chúng tôi thì nhiều. Nhưng bây giờ Chúa ban phước, họ xem con nhà thờ lớn vô cùng, nếu có dịp tôi sẽ chiếu quý vị xem. Xe nhà thờ to lắm, mà tín đồ đều thành vườn. Bây giờ nhiều tín đồ đi xe hơi, chứ không phải đi xe bộ như ngày xưa. Ngày xưa đi bộ có thầm người, thậm chí có những người đi bộ mà không có dép để mang nữa. Họ đã biến đổi cuộc đời từ những người rất nghèo khổ ở vùng kinh tế mới. Nếu mà người nào mà ở Việt Nam mà nghe nói vùng kinh tế mới là cũng biết khổ sở cỡ nào. Tôi đã từng ở vùng kinh tế mới, tôi phải vào rừng đốn củi để dùng cái củi đốt đốt than, vô cùng khổ sở. Nhưng bây giờ cái vùng kinh tế mới đó, họ trở nên giàu có. Bởi vì quý vị biết sao? Tại vì người ta dự trù mở cái sân bay Long Thành đi ngang khu đó. Chứ ngày xưa đó, một chỉ vàng người ta mua mấy mẫu đất, bây giờ một thước đất đã bán mấy cây vàng, mấy ngàn đô. Cho nên họ trở nên thành vượng vô cùng. Cho nên tôi muốn nói điều đó cho anh chị biết rằng, chúng ta tin Chúa, dĩ nhiên chúng ta được cứu rỗi phần hồn, chúng ta được bình an tâm hồn, nhưng mà được mạnh khỏe thể xác và thành vượng cuộc sống. Đó là cả một cái gói, trọn gói mà Đức Chúa Trời ban cho những người tin nhận Ngài. Cho nên hôm nay quý vị nghe tôi đây, quý vị đang nghèo khổ, tôi muốn nói quý vị rằng, không phải quý vị tin Chúa để được giàu đâu, nhưng mà quý vị tin Chúa, quý vị được phước về phần hồn rồi đó. Ở trong thơ văn thứ ba có ai nói là, tôi cầu cho anh được thành vượng phần hồn. Khi một người thành vượng phần hồn rồi đó, thì dĩ nhiên phần xác cũng được thành vượng theo. Hallelujah, cảm ơn Chúa. Và đây là lý do tại sao tôi muốn người Việt Nam chúng ta phải biết Chúa. Tôi không muốn họ theo đạo, đạo nào cũng tốt cả, nhưng mà chỉ đến làm con ông trời thì mới được thay đổi số phận. Làm con ông trời thì mới thay đổi số phận, từ tội nhân trở nên thánh đồ, từ người bối rối bất an trở nên bình an, từ người ốm đau trở nên mạnh khỏe, từ người nghèo khó trở nên thành vượng. Đó là điều mà tôi muốn anh chị em và tôi hãy tiếp tục giảng tin lành này. Và tôi cảm ơn Chúa là tôi đi nhiều nước tôi giảng, và tôi thấy rằng những người nào làm theo lời Chúa họ được thành vượng. Tôi qua Phi Châu tôi giảng, quý vị thấy những cái chiến dịch tôi giảng mấy chục ngàn người thôi, họ tin Chúa. Và chỉ có một tháng sau thôi, họ cắt đường nhà thờ và họ đi nhóm mỗi ngày Chủ Nhật đó. Người thì mang đậu phộng, người thì mang gạo, người thì mang gà, người mang khoai lang, kẻ mang đậu phộng, người không có gì, họ đem một lon muối. Cái người mà già cả không có gì cả, họ vắt một cái vắt củi, họ tới họ dâng cho Chúa. Và bây giờ họ trở nên thành vườn. Mới chỉ có hơn một năm nè, họ từ cái nhà thờ bằng lá, bây giờ họ cắt cái nhà thờ xây gạch mái tôn rồi. Cho nên tôi muốn khẳng định với chị em rằng, chính tôi kinh nghiệm điều đó và tôi thấy rõ. Ở Việt Nam có rất nhiều người ngày xưa sống ở vỉa hè, nhưng mà tin Chúa, hầu vì Chúa bị bắt bớ, họ vẫn tiếp tục hầu vì Chúa. Bây giờ xây nhà lầu 3 tầng. Quý vị cứ tưởng tượng người sống vỉa hè, bị đuổi lên đuổi xuống. Nhưng mà chỉ sau một thời gian trung tín với Chúa, Chúa ban phước cho họ được trở nên thành vượng. Cho nên tôi không chỉ giảng để theo Chúa để được thành vượng không mà thôi đâu, nhưng mà theo Chúa, quý vị được thành vượng phần hồn, thành vượng phần xác, và thành vượng luôn cả cuộc sống nữa. Amen. Hallelujah. Như vậy thì bây giờ chúng ta hãy xem tới về Đức Chúa Trời chúng ta đang tin. Có một số người thì chống đối, không muốn dùng cái chữ ba ngôi,
tôi không muốn cãi, mất thì giờ, văn tự làm cho chết, thần linh mới làm cho sống. Nhưng mà trong Xuất Ký đoạn 15 câu 26, Đức Chúa Trời của chúng ta, Ngài có danh xưng là Đức Giê-hô-va Ra-pha, đấng chữa bệnh cho các con. Nếu quý vị học danh của Đức Chúa Trời thì danh Đức Chúa Trời có nhiều danh lắm. Ví dụ quý vị bối rối bất an thì danh Ngài là Giê-hô-va Sa-lôm, Đức Chúa Trời bình an. Nếu quý vị ốm đau bệnh tật, danh Ngài là Giê-hô-va Ra-pha, Đức Chúa Trời chữa lành. Nếu quý vị là những người mà hay thất bại thì danh Ngài là Giê-hô-va Nissi, Đức Chúa Trời ban đắc thắng. Nếu quý vị đang khó khăn thiếu thốn, danh Ngài là Giê-hô-va Jire, Đức Chúa Trời đang tiếp trợ. Hôm nay tôi muốn nhắc cho ông bà chị em trong bài chữa bệnh, danh của Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta là Giê-hô-va Ra-pha, tức là Đức Chúa Trời đấng chữa bệnh cho các con. Đó là Đức Chúa Cha. Bây giờ tới Đức Chúa Con. Ê-sai đoạn 53 câu 5 nói rằng Ngài gánh hết bệnh tật chúng ta trong thân thể Ngài trên cây gỗ. Bây giờ quý vị hãy chuẩn bị nha, Đức Thánh Linh. Nếu quý vị có Kinh Thánh mở ra Rô-ma đoạn 8 câu 11, nếu Đức Thánh Linh của đấng đã khiến Đức Chúa Giêsu sống lại từ trong cõi chết ở trong anh em, thì đấng đã khiến Đấng Christ sống lại từ cõi chết cũng sẽ nhờ Thánh Linh của Ngài đang ở trong anh em mà ban sự sống cho thân thể hay chết của anh em. Bây giờ tôi xin đọc cái bản này theo cái bản dịch cho nó dễ hiểu. Đức Thánh Linh, Ngài là đấng đã khiến cho thân thể chết của Chúa Giêsu được sống lại trong ngày phục sinh một cách hoàn toàn. Bây giờ cũng chính Đức Thánh Linh đó đang ở trong thân thể anh em, và Đức Thánh Linh đó sẽ phục hồi thân thể hay chết của anh em được sống lại một cách hoàn toàn. Hallelujah. Trong một cái bài mà tôi chia sẻ gia đình lễ bái mà cũng có trên Facebook của tôi đó, về truyền đạo, là hãy nhớ đấng tạo hóa ngươi đó. Thì tôi có nói tới cái sự phục hồi thân thể của chúng ta mà Chúa Giêsu đã hứa. Anh em về đọc kỹ lại Roma đoạn 8 câu 11 nha, để anh em biết rằng chúng ta tin Đức Chúa Cha là đang chữa bệnh, Đức Chúa Con đang chữa bệnh, và Đức Thánh Linh là đang chữa bệnh. Mà cái chữa bệnh của Thánh Linh còn tuyệt vời. Mà anh chị em và tôi đang sống trong thời đại Thánh Linh. Quý vị nhớ thân thể Chúa Giêsu đó, bị đánh, bị đập, phải không? Bị đâm vào hông, tức là họ giết chết Ngài bằng sự tra tấn. Nhưng mà khi Thánh Linh chạm đến thân thể đó, Ngài làm cho thân thể Chúa Giêsu sống lại một cách bình thường. Chúa Giêsu đi đoạn đường dài với hai môn đồ về làng Emmaus. Chúa Giêsu tiếp tục làm các phép lạ, và Thánh Linh đó làm điều đó cho Chúa Giêsu. Bây giờ cũng Thánh Linh đó sẽ làm điều đó trong chúng ta. Anh em nhớ những câu đầu tôi chia sẻ khi nãy. Chúa Giêsu được Thánh Linh đến để sức dầu, để nhận lấy quyền năng của Thánh Linh đó, để Ngài đi các làng các thành, để Ngài chữa bệnh, để Ngài đuổi quỷ, để Ngài giảng tin lành. Bây giờ cũng Thánh Linh đó đang ở trong thân thể của chúng ta. Ngài sẽ phục hồi thân thể hay chết của chúng ta mỗi ngày. Anh em nhớ cho kỹ chỗ này. Thân thể chúng ta nó chết mỗi ngày. Khi chúng ta tắm, chúng ta kỳ rắc, chúng ta nói là cái tế bào nó chết thôi. Và anh em biết thân thể chúng ta chết mỗi ngày. Đó là lý do tại sao nó đổi. Răng nó rớt đi, mắt nó mờ, tai nó nặng, phải không? Trong truyền đạo đoạn 12 mà tôi chia sẻ hôm trước đó, quý vị vào Facebook của tôi để đọc lại bài đó. Thì bây giờ, ta lên ở trong chúng ta, Ngài phục hồi hoàn toàn răng, mắt, tai, mũi, họng, cả thân thể chúng ta. Trên cái phần nào trong thân thể mà chết á, thì Thánh Linh Đức Chúa Trời sẽ khiến cho nó sống lại. Mà không phải nó sống lại theo cái kiểu mà dễ chừng, nhưng mà sống lại một cách hoàn toàn như khi Đức Chúa Trời dựng nên vậy. Đó là lý do tại sao cái tuổi của tôi đây, mà tôi đi khắp năm châu bốn biển, tôi mang hành lý nặng nề như vậy, mà tôi có thể đi được 18-20 tiếng đồng hồ máy bay, xong hạ xuống cả lên xe bus, đi 14 tiếng đồng hồ xe bus, ra khỏi xe bus lên xe taxi 6 tiếng, ra khỏi taxi đi xe gắn máy 2 tiếng mấy, ra khỏi gắn máy đi bộ 1 tiếng mấy được. Người ta nói là ông già đã đi được này, nhưng mà tôi nói không, tôi đi tới sức lực lần lần tăng. Ngài làm cho sức lực của tôi trở lại như của chim phượng hoàng, như chim đại bàng. Ngài làm điều đó cho tôi, Ngài cũng làm điều đó cho ông bà chị em.
Cho nên là quý vị đừng nghe tôi là nhân chứng sống đứng trước mặt quý vị đây. Và tôi còn có nhiều nhân chứng nữa để có gì tôi đưa lên cho quý vị thấy. Rồi tôi thấy điều đó khắp nơi trên thế giới này. Tôi cảm ơn Chúa rằng ông cụ thân sinh của tôi năm nay 90 tuổi rồi. Mà vẫn còn sống khỏe mạnh. Ông vẫn còn có thể đi câu được. Ông vẫn có thể đi chợ mua đồ về nấu ăn được. Cho nên hễ ai đặt niềm tin mình nơi Chúa thì Ngài làm điều đó. Cho nên Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con, Đức Thánh Linh, cả ba đều là đấng chữa bệnh cho chúng ta. Alleluia, cảm ơn Chúa. Không một tôn giáo nào có được điều đó đâu anh chị em ơi. Chỉ có ở trong đạo Chúa mà thôi. Mà không phải chỉ gia nhập đạo thì mới được đâu. Người nào tin Chúa, có mối quan hệ riêng tư với Chúa thì sẽ nhận được điều đó. Chứ không phải quý vị gia nhập đạo, quý vị gia nhập nhà thờ, gia nhập giáo hội, chưa chắc quý vị được điều đó đâu. Nhưng quý vị tin nhận Chúa và có mối tương giao mật thiết cá nhân giữa mình với Chúa, quý vị sẽ hưởng được điều đó. Amen. Hallelujah. Ngày nay, Chúa Giêsu giao những việc chữa lành đó cho hội thánh của Chúa, tức là cho quý bà chị em và cho tôi. Amen. Xin mọi người hãy nói rằng Chúa giao cho tôi. Chúa giao cho tôi. Amen. Cho nên quý vị nhớ là Chúa cứu quý vị, Chúa cho hết quý vị mọi điều đó, và Chúa muốn quý vị thành một ống dẫn để qua quý vị phước hạnh của Chúa đến với người khác. Nếu chúng ta tin Chúa chỉ được tha tội, chỉ được lên thiên đàng không một thôi đó, là chúng ta có người ích kỷ lắm quý vị. Chúa ban phước cho chúng ta để chúng ta thành nguồn phước cho muôn dân. Chúa nói với Abraham rằng ta sẽ ban phước cho ngươi, ngươi trở thành nguồn phước cho muôn dân. Cho nên Chúa ban phước cho tôi và quý ông bà chị em là Ngài muốn mỗi chúng ta trở thành nguồn phước cho người khác, thành ống dẫn phước của Chúa đến cho người khác. Cho nên ngày hôm nay anh chị em tin Chúa, anh đã bước vào trong hội thánh của Ngài, Ngài giao cho mỗi chúng ta cái việc giảng đạo đó. Luca đoạn 9 câu 1 câu 2, Chúa Giêsu gọi 12 sứ đồ họp lại, ban quyền năng và thẩm quyền để đuổi quỷ, chữa bệnh. Ngài sai họ rao giảng vương quốc Đức Chúa Trời và chữa lành người bệnh. Luca đoạn 9 câu 1 câu 2. Chúa phải đến, Chúa làm một mình Ngài thôi rồi Ngài về trời như bao nhiêu ông khác. Chúa không bao giờ nói các người ráng làm đi. Nhưng mà Chúa nói ta đến để ta phá hủy công việc ma quỷ, rồi ta cho các con được dự phần. Và Chúa nói các người tin ta cũng làm việc ta làm, lại làm lớn hơn nữa. Hallelujah. Cho anh chị em phải nói với chính linh hồn mình rằng tôi sẽ làm việc Chúa làm và làm lớn hơn nữa. Mỗi lần tôi đứng ở trên cái bục giảng cao, trên cái sân vận động hay trên cánh đồng mà tôi giảng cho mấy chục ngàn người đó, tôi nói tạ ơn Chúa, con thấy lời của Chúa thành tín. Chúa chỉ giảng cho đoàn giảng đông 5.000, 7.000, con ngày nay giảng cho mấy chục ngàn người. Đó là lời Chúa hứa. Mà Chúa làm điều đó cho tôi, Ngài cũng làm cho quý ông bà chị em nghe tôi hôm nay vậy. Chúa không tay bị ai hết. Những gì Ngài làm cho ông Trần Đình Ái này, Ngài cũng làm cho tất cả những người tin cậy Ngài giống y như vậy. Chúa không nói có người chức này mới được, Chúa nói kẻ tin ta làm việc ta làm lớn hơn nữa. Chứ không phải kẻ có chức này. Ngày hôm nay có nhiều người có chức danh nhưng mà không có tin thì sẽ không có làm được điều đó đâu. Ngày nay Chúa giao cho không những 12 sứ đồ mà Ngài còn kêu những sứ đồ ra đi trải qua các làng mạc để rao giảng tin lành khắp nơi và chữa lành bệnh tật. Như vậy đó, Chúa kêu chúng ta để chúng ta ra đi. Trong suốt mấy tháng rồi tôi không được ra đi. Nhưng mà cảm ơn Chúa, cái điện thoại của tôi reo liên tục, tôi vẫn cầu nguyện chữa bệnh cho anh em ở Việt Nam, anh em ở Mã Lai, anh em ở bên Lào, bên Campuchia, bên Myanmar, bên Indonesia, ở bên Nam Mỹ, ở bên Trung Mỹ, ở bên Phi Châu. Thậm chí ở bên Âu Châu nữa. Cho nên tôi muốn nói với anh chị em rằng Chúa ban phước cho anh chị em và tôi để chúng ta chia sẻ ân phước đó cho những người khác. Trong Luca đoạn 10 câu 1, Chúa Giêsu chỉ định 70 môn đồ khác và sai đi từng đôi trước khi vào tất cả các thành và các nơi mà Chúa sẽ đến đâu. Cho nên tốt nhất là nên đi hai người. Đó là lý do tại sao hai vợ chồng tôi thường đi chung với nhau. Chúng tôi đi từng đôi là vậy đó. Một người
chiến đấu, một người cầu nguyện, một người đuổi quỷ, một người kia cầu nguyện, một người làm chứng đạo, một người kia cầu nguyện. Hai người thì hơn một là chỗ đó. Và Chúa đã sai 12, sai 70, sau này 120, rồi tới 500, rồi tới mấy ngàn. Ngày hôm nay Chúa sai chúng ta. Cho nên chị em ơi, Chúa không những đến làm việc đó, Ngài giao cho các sứ đồ, Ngài giao cho các môn đồ, Ngài giao cho những tín hữu ngày xưa, và Ngài cũng giao cho quý vị và tôi ngày hôm nay nữa. Amen. Luca đoạn 10 câu 89, Chúa nói khi các con vào thành nào mà người ta tiếp rước các con, hãy ăn đồ họ dọn cho các con, hãy chữa lành người bệnh, và ở đó nói với họ rằng vương quốc Chúa Trời đã đến gần ngươi. Quý vị đọc cái chỗ này quý vị thấy họ đi ra đó, họ đi vô giảng đạo, người ta chưa tin Chúa không, nhưng mà họ chữa lành trước đã, rồi sau đó người ta mới tin Chúa. Và khi mà Chúa nói câu này, Chúa nói môn đệ đừng có lo. Tôi nói thật anh em, ngày hôm nay đó, nhiều người đi truyền giáo. Tôi nói điều này, nói thật các bạn, rất nhiều người liên lạc tôi, mục sư ơi, nghe nói mục sư cử giáo sư đi truyền giáo ở bên Lào, bên Campuchia, bên Mã Lai. Mục sư ơi, em được kêu gọi đi truyền giáo, mục sư cử em đi. Tôi nói, mục sư cử có nghĩa là sao? Nói mục sư kiếm tiền cho em có vé máy bay qua, mục sư lo nhà cho em ở, mục sư cung cấp nhu cầu cho em. Tôi nói như vậy là mục sư sai, đâu phải Chúa sai. Tôi nói thật quý vị, ngày xưa tôi đi truyền giáo, không có ai sai tôi đi cả, Chúa sai. Thậm chí trong những năm sau 34-75, chúng tôi đi vào vùng kinh tế mới, có nhiều khi chúng tôi mang trong cái giỏ của chúng tôi ngoài kinh thánh, thánh ca đó, trong đó có khoai lang, có khoai mì, có bắp luộc. Có khi hết cái mùa bắp luộc á, chúng tôi phải xài cái gọi là bắp đập. Quý vị biết cái hộp bắp á, ngâm vôi cho nó nở ra rồi đập nó ra cho nó dập 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 ra rồi. Nấu nó lên, trộn muối đi. Chúng tôi đi giảng đạo như vậy đó. Nhưng mà sau khi có người tin Chúa rồi, họ nghèo khổ lắm. Nhưng họ mời chúng tôi ở ăn với họ, ăn cơm độn. Cơm thì ít mà khoai lang, khoai mì thì nhiều. Chúng tôi vẫn ăn với họ. Và ngày hôm nay tôi muốn làm chứng nha, mà tôi đi rất nhiều nữa thế giới, mấy chục quốc gia. Đi tới đâu họ ăn cái gì toàn cái đó. Tôi qua bên Myanmar đó, họ vô cùng ngạc nhiên vì thấy rằng chúng tôi đến những cái làng nghèo khổ như vậy, họ ăn sao tôi ăn vậy với họ. Nhưng mà tôi đến đó mục đích không phải để ăn uống, đến đó để giảng tin lành bằng cách chúng tôi bắt đầu chữa lành cho người bệnh. Sau khi họ được chữa lành rồi, chúng tôi nói tới vương quốc của Đức Chúa Trời. Và cảm ơn Chúa, những người mới tin Chúa mà bây giờ cuộc sống của họ hoàn toàn phước hạnh, họ được thay đổi đúng như lời Chúa nói, tâm hồn được bình an, thân thể được chữa lành mạnh khỏe, cuộc sống họ được thành vượng. Ở Việt Nam tôi chưa có dịp về đi thăm cái vùng cao nguyên, chứ nhiều anh em họ làm chứng lại cho tôi, mục sư ơi, hồi xưa mục sư đến chỗ em khổ quá, mục sư phải đi xe đạp, đi bộ vào làng, bây giờ đường tốt lắm mục sư ơi, xe hơi chạy. Hồi đó mục sư đến thăm anh em tín đồ đó, họ đi chân không, không có dép, có giày để mang. Bây giờ người nghèo nhất cũng chạy xe Dream, chạy xe Honda đời mới, chạy xe tay ga rồi mục sư nghèo. Thậm chí có những người tín đồ đến dân tộc lái xe hơi nữa. Tôi muốn nói điều đó để quý vị thấy rằng Đức Chúa Trời chúng ta là thành tín. Ngài không những chỉ tha tội mà thôi, Ngài còn chữa lành. Không phải chỉ chữa lành mà thôi, Ngài ban bình an. Không phải ban bình an mà thôi, Ngài ban cuộc sống thành vượng nữa. Và chúng ta hưởng những ngày trời trên đất trước khi chúng ta về trời. Amen. Bây giờ thực hiện sự chữa lành. Làm thế nào để họ chữa lành? Trong Mác đoạn 16 câu 15 đến 18. Đặt tay chỉ là sơ học của thiên lành mà thôi. Cho nên có nhiều giáo phái ngày hôm nay nói là muốn đặt tay đó phải là mục sư mới được đặt tay. Tôi xin thưa quý ông bà chị em, đặt tay là sơ học của thiên lành. Người tín đồ nào tin nhận Chúa Giêsu cũng có thể đặt tay. Nhưng mà cái đặt tay đó nó có một cái mối quan hệ với Chúa. Cho nên Chúa bảo là cẩn thận chớ vội vàng đặt tay cho ai. Cũng không phải để ai đặt tay cho mình cũng được. Nhưng mà anh chị em là người thật sự tin Chúa đó, thì anh chị em đặt tay trên người đau. Tin lành Mác đoạn 16 Chúa Giêsu nói, hãy đi khắp thế gian giảng tin lành cho mọi người. Ai tin dự báp tem được rồi, ai không tin bị đoán phạt. Vậy kẻ tin sẽ được các dấu lạ này: lấy danh ta mà trừ quỷ, dùng tiếng mới mà nói, bằng rắn trong tay, uống giống chi độc chẳng hay gì, đặt tay trên kẻ đau sẽ được lành.
và công vụ sứ đồ đó, các môn đồ ra đi đặt tay chào được lành. Rồi trong Giăng Cơ đoạn 5 câu 14-16, chúng bảo anh em vui mừng khăn, hát ngợi khen. Ốm đau bệnh tật chăng, hãy mời trưởng lão hội thánh đến. Rồi hãy xưng tội cùng nhau và cầu nguyện cho nhau. Rồi trưởng lão đó sẽ nhân danh Chúa sức dầu, đặt tay cầu nguyện. Kẻ bệnh có tội cũng được tha. Đó là cái chỗ mà Chúa dành cho tín đồ. Nếu tín đồ trong hội thánh vui mừng chăng, hãy hát ngợi khen. Chúa ban phước, hãy hát ngợi khen. Mời anh em tín đồ tới nhà mình cảm tạ Chúa. Tôi hỏi Việt Nam quý vị không, nghèo khổ lắm, nhưng mà cứ lên ký hoài, tại nhà tín đồ nào cũng có lễ cảm tạ hết. Nhất là cuối cùng ngày nào cũng có lễ cảm tạ, vì họ được Chúa ban phước nhiều quá. Họ muốn tổ chức lễ cảm tạ để mời ông mục sư đã hướng dẫn mình Chúa, ông mục sư dạy giáo lý cho mình, ông mục sư làm báp tên cho mình, ông mục sư làm tiệc cưới cho mình, làm lễ cưới cho mình, ông mục sư làm lễ tang cho mình. Có gia đình tôi làm lễ tang, mấy chục người đầu tiên Chúa, gia đình mừng quá làm lễ cảm tạ Chúa vì cơ qua lễ tang của một người thân yêu, người cho mấy chục người trợ Chúa và luôn luôn mời mục sư đấy. Cho nên hãy vui mừng dân hát ngợi khen cảm tạ Chúa. Ốm đau bệnh tật chăng, mời trưởng lão hội thánh đến. Để xíu tôi sẽ nói trưởng lão là ai. Điểm thứ nhất đặt tay, thứ hai là xưng tội sức dầu cầu nguyện trong đức tin, thứ ba vận dụng các ân tứ thuộc linh. Có lẽ đến một cái bài khác tôi sẽ nói sâu về cái ân tứ chữa bệnh. Quý vị xem Cô-rinh nhất đoạn 12 câu 9, nó nói về ân tứ chữa lành. Thì khi mà chúng ta đi ra thi hành chức vụ đó, chúng ta cầu nguyện Chúa cho có cái ân tứ, mà một trong những ân tứ đó là chữa bệnh. Bây giờ tôi không nói ra tại vì sẽ khiến cho nó nhiều quá. Bây giờ những điều ngăn trở về việc chữa lành. Thứ nhất, tội lỗi không xưng ra. Vậy hãy xưng tội cùng nhau và cầu nguyện cho nhau, hầu cho anh em được lành bệnh. Người công bình lấy lòng sốt sắng cầu nguyện, thật có linh nghiệm nhiều. Hãy xưng tội cùng nhau và cầu nguyện cho nhau. Thưa anh chị em, đây có thể là điều khó nhất đối với người tin Chúa. Tôi thấy nó rất là dễ với người chưa tin Chúa. Người tin chưa tin Chúa, khi tôi phân tích họ biết rằng họ ăn của trời, uống của trời, kêu trời, lâm nguy hoàng nạn nhờ trời mà không thờ phượng trời là có tội. Bây giờ hãy đến với Chúa trời được tha tội. Họ nhận tội dễ dàng lắm. Họ cầu nguyện xin Chúa tha tội con dễ dàng lắm. Nhưng mà khi gia nhập đạo rồi đó, thì bây giờ họ bắt đầu hơi khó xưng tội. Mà khi họ lên khỏi cái chức tín đồ tí xíu, ở trong hội thánh có thể chức chấp sự, chức trưởng lão, chức gì đó, thì càng khó xưng tội nữa. Và cái chức càng lớn trong giáo hội đó, càng khó xưng tội. Nhưng mà lời Chúa nói, hãy xưng tội cùng nhau và cầu nguyện cho nhau. Cho nên, anh chị em là tín đồ, vẫn có hy vọng cho anh chị em. Nhưng hãy xưng tội ra, thì Chúa sẽ chữa lành bệnh cho. Tại sao chúng ta phải giấu tội lỗi để mang bệnh cho nó nặng khổ sợ vậy? Chúa sẵn sàng tha thứ để chữa lành cho chúng ta mà. Rồi, thứ hai, có một số người bị ở trong cái xích, cái xiềng của ma quỷ. Luca đoạn 13, câu 11-13. Ở đây trường hợp người đàn bà này bị quỷ ám, bị liệt 18 năm lưng còng như tôi nói hồi nãy đó. Nhưng mà khi Chúa Giê-xu tha tội cho bà, thì bà được sự chữa lành. Trường hợp thứ ba, sợ hãi hay lo Philip châm ngôn. Chúng ta không có lo lắng sợ hãi vì chúng ta biết chắc Chúa của chúng ta. Cho nên chúng ta đừng có lo lắng. Chúng ta biết rằng Chúa biết hết tất cả nan đề của chúng ta. Rồi thứ tư, có một số người vì thất bại trong quá khứ để mất đức tin của mình. Những người này nhiều năm quá mà không được chữa lành, cho nên bây giờ thôi, vì tôi đã thất bại trong quá khứ cho nên tôi không tin nữa. Tôi học kinh thánh, tôi thấy có trường hợp một số người đó, họ tin nhận Chúa, họ được Chúa kêu gọi đi học về Chúa, nhưng mà sau này đó, khi Chúa kêu họ đi chữa bệnh, có lần kia bà làm chứng, lần đầu tiên mà đứng tòa giảng và đó, ai được Chúa cảm động về lời Chúa hôm nay nhận sự chữa lành hãy đứng dậy. Ai ở trong xe lăn, hãy ra khỏi xe lăn. Và bà kêu, bà thấy có người ngồi của xe lăn cuối nhà thờ, nó xa lắm, bà không có nhìn thấy rõ. Bà kêu, hãy ra khỏi xe lăn lên. Bà kêu ba bốn lần, có người đứng la lớn là, dạ thưa bà mục sư, ông không thể ra khỏi xe lăn được, vì ông cục cả hai chân rồi. Bà nói trên đường đi về nhà hôm đó, bà muốn đồn thổ cho rồi. Nhưng mà bà về nhà bà cầu nguyện thì Chúa nói rằng ma quỷ nó đang muốn tìm cách cướp đi cái đức tin của con. Ta là đấng đã làm nữa cho con, ta sẽ tiếp tục làm nữa.
Cho nên chị em ơi, xin Chúa giúp cho anh chị em và tôi, đừng để những cái kinh nghiệm thất bại của quá khứ sau này bà làm chứng lại đó. Bà nói cho đến cái ngày bà làm chứng, nó cách đây cũng chừng 10 năm, bà nói bà không nhớ được mấy ngàn người đã được ra khỏi xe lăn. Cho nên tôi muốn nói chị em, đừng bao giờ để cái thất bại quá khứ làm mất đức tin của chúng ta. Đừng để cái kinh nghiệm của quá khứ làm cho chúng ta mất đức tin. Rồi thứ năm, ngoài cảnh những người xung quanh. Mác đoạn 10 câu 48. Ở đây có một cái người mù, phải không? Người này nghe tiếng ồn ào quá chừng, hỏi mấy người xung quanh, ủa có chuyện gì đâu mà ồn ào quá vậy? Nó nói, ồ, có Giê-xu đi ngang qua, cho nên mọi người muốn đi gặp Ngài để được chữa lành. Thì cái người đó bị mù đâu có thấy, cho nên người đó không biết Chúa Giê-xu, mà nghe tiếng ồn ào, người đó la tao rằng, ơi Giê-xu, con David, xin thương xót tôi cùng. Thì có nhiều người la, ồ, đừng có ồn ào. Nín đi. Nhưng mà người đó không làm tin, người đó la lớn hơn nữa. Người đó nói, hỡi Giê-xu con David, xin thương xót tôi cùng, là to hơn nữa. Chúng ta đừng để cho những người chung quanh dùng cái đức tin vô tín của họ, dùng cái kinh nghiệm của họ, dùng truyền thống của họ, dùng thói quen của họ làm cho chúng ta mất đức tin. Amen. Cho nên xin Chúa giúp đỡ tôi và anh chị em, để chúng ta không bị những điều đó ngăn trở, không để tội lỗi ngăn trở, không để xiềng xích ma quỷ ngăn trở, không để sợ hãi lo âu ngăn trở, không để quá khứ thất bại ngăn trở, không để những người chung quanh chúng ta ngăn trở chúng ta. Amen. Bây giờ, những điều ngăn trở của việc chữa lành. Thứ nhất, dạy dỗ sai kinh thánh. Mác đoạn 3 câu 1 cho tới câu 5 cũng như đoạn 7 câu 13. Chúa Giê-xu đã từng quở trách. Có một số người theo truyền khẩu loài người, theo truyền thống, theo khó quen, không đúng với kinh thánh. Anh em ơi, hãy nhớ rằng chúng ta là người theo Chúa. Chúa nói chiên ta thì nghe tiếng ta. Là con của Chúa phải nghe tiếng của Chúa, phải đọc lời Chúa. Vậy gì Chúa nói chúng ta làm. Đừng để những sự dạy dỗ sai kinh thánh đó làm cho mất phước hạnh của chúng ta. Chúng ta nhớ trong cái lần Giăng đoạn 10, khi mà Chúa Giê-xu nói đó, kẻ trộm đến cướp giết và hủy diệt, còn ta đến để chiên ta được sự sống và sự sống dư dật. Có một số người đó giảng cái chỗ đó là cái kẻ trộm đó là ma quỷ. Xin thưa quý ông bà chị, không phải. Nếu mà chúng ta đọc cái đoạn văn trước đó là Giăng đoạn 9 đó, khi Chúa chữa bệnh trong ngày sa bát, thì có một số người nói rằng, ô theo truyền thống, theo thói quen của chúng tôi hồi xưa đến giờ, của ông bà cha mẹ tôi hồi xưa đến giờ, không được phép chữa bệnh ngày sa bát, cho nên chữa bệnh ngày sa bát là không được. Thì Chúa nhân cái việc đó, Chúa mới nói rằng cái kẻ trộm á, tức là mấy ông thầy thông giáo với người Pharisee đó, nó đến đây gì? Nó cướp đi mất phước hạnh của Đức Chúa Trời, cướp đi mất cái sự chữa lành của Đức Chúa Trời trên những người tin nhận Ngài. Vậy chỗ đó không nói về ma quỷ đâu. Chỗ đó nói về cái hàng giáo phẩm, chức sắc, theo tôn giáo, theo truyền thống, theo lễ nghi, theo thói quen, mà cướp đi cái lời hứa của Đức Chúa Trời cho con dân của Chúa, cho người tin nhận Ngài. Cho nên đừng bao giờ để sự dạy dỗ sai kinh thánh đó làm cho mất đi phước hạnh của chúng ta. Kế đến, những trưởng lão cầu nguyện không bởi đức tin. Tôi muốn dừng cho đây nói cho em nhỏ. Tại sao mà tôi dùng cái chữ mà trưởng lão không có bởi đức tin? Có nhiều hội thánh ngày hôm nay, hãy thấy những người trong hội thánh già già, râu dài, tóc bạc thì đặt họ làm trưởng lão, nhưng mà về đức tin họ chỉ là con đỏ trong đấng Christ mà thôi. Cái chữ trưởng lão đây đó là người có trưởng thành ở trong Chúa, về lời Chúa, về kinh nghiệm đi theo Ngài, về đức tin. Chứ không phải nhất có râu nhì đầu bạc là làm trưởng lão. Tôi biết có những hội thánh tôi từng đi qua, tôi giảng, có những người mà hội thánh gọi là trưởng lão trong ngoặc kép đó, họ chỉ là con đỏ trong Chúa thôi. Tôi xem những cái buổi hướng dẫn cầu nguyện của họ, họ đọc kinh thánh trật lắc, họ cắt nghe kinh thánh càng trật hơn nữa, cho nên họ phải là trưởng lão. Và kinh thánh nói này, trưởng lão cầu nguyện bởi đức tin Chúa mới chữa kẻ bệnh dậy. Cho nên đừng có nói rằng hãy ông nào trong hội thánh tôi trưởng lão thì cứ mời, đừng có mời những người đó, có nhiều khi họ đặt tay mình bệnh còn hơn nữa đó. Có nhiều khi họ đặt tay là quỷ vô nữa đó. Cho nên đây cũng là một điều mà tôi muốn nói hội thánh. Khi chúng ta chọn trưởng hội thánh phải cẩn thận. Có nhiều hội thánh thấy người nào mà già già trong hội thánh làm trưởng lão, người nào mà nhiều tiền nhiều bạc hội thánh đặt làm thủ quỹ để họ khỏi thục kết, khỏi ăn cắp tiền hội thánh. Nhưng mà họ không phải là những người trưởng lão, họ không có trưởng thành với những thuộc linh. Nếu họ già mà họ trưởng thành thuộc linh tốt, nếu họ giàu mà họ trưởng thành thuộc linh tốt,
Nhưng mà ý tôi nói đó là những người không có trưởng thành thuộc linh. Tôi nói quý vị, ngày xưa có một lần tôi đi dự một cái lễ báp têm của một cái người phụ nữ để người đó được làm lễ lấy chồng ở trong nhà thờ. Khi làm lễ báp têm xong thì cái ông mà trưởng lão thuộc đã nói với cái cô đó: cái bộ đồ mà con mặc làm lễ báp têm này con đừng có giặt cho con, vì treo cắt đi, hay mỗi lần con ốm đau bệnh tật ma quỷ mà nó quấy phá con mặc nó vô là hết liền. Tôi thấy nó không có kinh thánh. Đó thuộc là mê tín chứ không phải là đức tin. Đức tin nó khác với mê tín. Cho nên tôi muốn nói điều đó. Chúng ta mời trưởng lão đó phải biết cái trưởng lão đó có đức tin, có trưởng thành hay không. Rồi bây giờ tới hội thánh không tin vào lời hứa và ân tứ chữa bệnh. Như vậy chúng ta thấy rằng ngày hôm nay có một số người tự gọi là tín đồ, có một số nhóm gọi là hội thánh, nhưng không tin vào lời hứa của Chúa, không tin vào ân tứ chữa bệnh. Anh chị em ơi, những người đó chúng ta không có mời họ đặt tay cho chúng ta, bởi vì họ không tin. Tôi trở lại Mác đoạn 16 câu 15 trở đi, Chúa nói hãy đi khắp thế gian giảng tin lành cho mọi người, ai tin và chịu báp têm được rồi, không tin sẽ bị đổ phạt. Vậy kẻ tin sẽ được dấu lạ này. Người tin mới được dấu lạ. Còn không tin á, ông bà có chức gì không quan trọng. Ma quỷ, bệnh tật, hễ họ không tin thì họ có bất cứ chức danh gì, họ không bao giờ thực hiện được cái chức năng. Chức danh chỉ của con người mà thôi, nhưng chức năng đến từ sự sức dầu của Chúa. Và cái người thực hiện chức năng đó, nó chứng minh cho cái chức vụ của họ. Còn cái chức danh, có nhiều người in cái danh thiếp, cái card visit đó, đủ các chức để nói trơn. Nhưng mà ma quỷ không bao giờ sợ mấy cái chức đó. Bệnh tật không bao giờ sợ mấy cái chức đó. Nó chỉ sợ sự sức dầu Đức Chúa Trời ở trên anh chị em mà thôi. Chân xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta. Cho nên, hội thánh của Chúa phải tin vào lời hứa của Chúa, và tin vào ân tứ chữa lành bệnh. Bây giờ thì chính những người bệnh không tin. À, nếu trường hợp có những người họ không tin về ơn chữa bệnh còn nữa, một số giáo lý ngày hôm nay đó, nó là ơn chữa bệnh hết rồi. Những người đó quý vị đừng có đặt tay cầu nguyện cho họ làm gì vô ích. Chỉ cầu nguyện xin nó lên Chúa mở linh của họ ra để linh của họ tin vào lời Đức Chúa Trời, để khi họ có đức tin ấy, thì họ cầu nguyện Chúa sẽ chữa lành cho họ. Cho nên có nhiều khi có những người họ lịch sự, họ muốn mời mình một sự cầu nguyện cho tôi, nhưng mà họ không có tin Chúa chữa lành. Cho nên trong những trường hợp đó, chúng ta không mất thời giờ cầu nguyện cho họ. Mác đoạn 9 câu 19. Chúng ta phải cầu nguyện để những người nào họ tin nhận Chúa, họ có đức tin. Và những người nào bệnh, họ muốn chúng ta cầu nguyện được chữa lành, họ phải có đức tin. Nếu họ không có đức tin thì chúng ta đừng phí thời giờ cầu nguyện cho họ. Rồi mai mốt cũng bị họ kiện cáo nữa. Đó là lý do tại sao khi mà tôi đi giảng tin lành, có những nơi tôi đến, nhất là bệnh Mỹ, họ muốn mời mục sư tổ chức một cái chương trình cầu nguyện chữa lành. Tôi nói không, muốn cầu nguyện chữa lành phải ít nhất 2 tiếng đồng hồ để học lời Chúa, để biết chắc đã. Nếu mà không biết chắc, đây không phải là nghi lễ, đây không phải là tôn giáo, đây không phải là thói quen, đây không phải là những cái gì thuộc về cái công tác tôn giáo. Nhưng mà cái việc Đức Chúa Trời bày tỏ quyền năng của Ngài căn cứ trên đức tin chúng ta. Cho nên em nên nhớ, cái tin mới được dấu lạ này. Cả không tin thì không có mất thời giờ cho họ. Bây giờ đây điểm quan trọng, điểm thứ 10, dự tiệc thánh cách cẩu thả. Tuần đầu tôi nói chuyện với quý vị đó, cái dự tiệc thánh của chúng ta nó có liên hệ với Đức Chúa Trời, và nó có sự mầu nhiệm của đức tin ở trong thế giới linh đó. Tiệc thánh nó vô cùng quan trọng. Cho nên ta hãy xem trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 11 câu 29-30 nói về có một số người tín đồ ngày nay dự tiệc thánh cẩu thả như thế nào. À, tiệc thánh là một thánh lễ do Chúa Giêsu thiết lập. Ở đây tôi không nói về giáo lý, về thần học của các giáo phái. Tôi nói kinh thánh rồi. Trong cái lễ tiệc thánh đó, cái bánh nó tượng trưng cho thân thể của Chúa, cái chén tượng trưng cho huyết của Chúa, mà nó có một sự màu nhiệm về phương diện tâm linh. Cho nên Chúa nói có những người ăn bánh uống chén mà không xét mình, tức là cẩu thả, là bừa bãi, coi đó là một nghi lễ tôn giáo, coi đó chỉ là một thói quen tôn giáo. Nó không có giá trị gì cả. Nhưng ngược lại, nó ảnh hưởng tới sức khỏe của họ. Chúng nó vì cái đó mà có một số người bị tật nguyền, đau ốm, và có những người chết nữa. Cho nên tiệc thánh cẩn thận lắm các bạn.
Hôm nay tôi không có dạy việc thiệt thánh, thành tôi không có nói sâu. Bởi vì mỗi giáo phái tin có khi tháng lần, có khi tuần lần, có khi mỗi ngày, chuyện đó không có quan trọng. Quan trọng là cái ý nghĩa của lễ tiệc thánh. Khi nên dự tiệc thánh, anh em phải nhớ, bởi sự sửa phạt Ngài chịu, tâm hồn anh em được bình an. Bởi lần roi của Ngài chịu, anh em được sự chữa lành. Bởi sự hy sinh của Chúa đổ máu đó, anh em được tha tội, được làm con Đức Chúa Trời, được hưởng sự cứu rỗi. Và Chúa Giêsu vẫn giàu vì anh em trở nên nghèo, để nhân sự nghèo anh em trở nên giàu. Chứ cái tiệc thánh ấy, nó mang một ý nghĩa thiêng liêng là Ngài biến đổi cuộc đời của anh em từ ma quỷ trở nên con Đức Chúa Trời. Từ tối tăm bước vào nơi sáng láng, được hưởng cơ nghiệp gia tài của các thánh đồ. Vì vậy mà có những trường hợp, Chúa nói tiếp đó, có nhiều người dự tiệc thánh cũng dự tiệc của ma quỷ nữa. Chủ nhật đi nhà hờ, buổi sáng dự tiệc thánh, buổi chiều về đi ăn đám giỗ, ăn đồ cúng. Và Chúa nói là các ngươi đang trêu chọc Chúa. Và chính vì điều đó, có một số người ốm đau, bệnh tật và chết đó quý vị. Trên cái tiệc thánh, chúng ta chỉ thấy cái bánh và chén, nó đơn sơ vậy thôi. Nhưng mà nó tượng trưng cho một sự màu nhiệm. Trên có những người họ tin vào cái lễ tiệc thánh, họ ốm đau, bệnh tật. Ví dụ trong vừa rồi tôi biết có những người bị Covid chẳng hạn. Mà họ sợ, họ không dám tới bệnh viện. Họ biết là tới bệnh viện là sẽ không bao giờ gặp lại người thân nữa. Bởi vì khám họ biết bệnh, đi cách ly. Và từ cách ly chết họ đưa đi chôn, không bao giờ gặp người thân nữa. Cho nên ở nhà họ cầu nguyện. Một số người thì xong, họ làm những cái phương pháp đông y, rồi họ dự tiệc thánh mỗi ngày. Họ công bố rằng danh Chúa Giêsu lớn hơn danh của Covid-19. Và cảm ơn Chúa, bây giờ họ được bình phục. Mới hôm qua có một người chia sẻ với tôi rằng cả hai vợ chồng họ đều bệnh, nhưng mà dứt khoát họ không đến bệnh viện. Và bây giờ họ khỏe mạnh bình thường. Cho nên cái thánh lễ tiệc thánh nó rất quan trọng. Tôi có một lần tôi chia sẻ cái bài tiệc thánh là phước hạnh rất lớn lao của người thuộc về Đức Chúa Trời. Cho nên anh em đừng bao giờ dự tiệc thánh cách cẩu thả. Mà tiệc thánh là một thánh lễ rất quan trọng do chính Chúa Giêsu thiết lập. Và cái lễ tiệc thánh đó nó có mối liên hệ tâm linh về thế giới linh giữa chúng ta với Đức Chúa Trời. Và nếu anh em dự tiệc thánh cẩn thận như vậy đó, cái tiệc thánh nó mang lại phước hạnh cho anh em. Tiệc thánh nó mang lại bình an tâm hồn, mang mạnh khỏe thể xác, mang sự cứu rỗi linh hồn, mang sự thành vượng cuộc sống. Cái tiệc thánh nó vô cùng quan trọng vì anh em được ngồi cùng bàn với Chúa. Cho nên xin Chúa giúp để chúng ta không dự tiệc thánh một cách cẩu thả. Bây giờ tới những bước chúng ta nên thực hiện trong vấn đề mà cầu nguyện chữa bệnh. Thứ nhất, có mối tương giao tốt với Chúa và với những người lân cận mình. Mác đoạn 6 câu 33. Như vậy thì mỗi con cái Chúa phải luôn luôn ở trong cái mối tương giao tốt với Đức Chúa Trời và với những người chung quanh. Cho nên tôi muốn nói điều này với anh em. Chúng ta không phải tin Chúa chỉ đi nhà thờ vào ngày Chủ nhật mà thôi. Có những người sáng Chủ nhật á, mang cái mặt nạ là cái lúc nhân đi nhà thờ. Nhưng mà về tới nhà cởi mặt nạ đã sống y như mọi người khác, không có mối liên hệ với Chúa. Và cứ đi dự lễ mỗi tuần một lần mà không có mối liên hệ với Chúa. Đó là lý do tại sao luôn luôn lúc lo lắng, bối rối, bất an, hoang mang, sợ hãi, ốm đau, bệnh tật, than vãn luôn luôn. Cho nên tôi muốn nói điều này với anh em, rằng Chúa muốn giữ mối liên lạc lương tâm tốt với chúng ta mỗi ngày trong cuộc đời của chúng ta. Amen. Rồi thứ hai, tìm cầu sự hiện diện của Chúa để luôn có đức tin trong cuộc sống. Cho nên thứ hai là tìm cầu sự hiện diện của Chúa để luôn có đức tin trong cuộc sống của mình. Cho nên chúng ta phải luôn luôn ở trong sự hiện diện của Chúa. Anh em nhớ rằng Chúa nói ta là Emmanuel, Đức Chúa Trời ở cùng ngươi luôn. Cho nên chúng ta phải biết là Chúa ở cùng với chúng ta luôn luôn. Rồi bây giờ điểm thứ ba nữa là chúng ta phải có một nếp sống đầy dẫy lời của Đức Chúa Trời. Giăng đoạn 17 câu 5. Như vậy chúng ta phải luôn luôn có lời Đức Chúa Trời. Cho nên Chúa nói chiên ta thì nghe tiếng ta. Kinh thánh là lời Đức Chúa Trời. Mình là chiên của Chúa phải nghe lời Chúa hơn lời bất cứ ai cả. Đó là lý do tại sao tín đồ ở Bê-rê đó, hàng ngày họ đều tra xem kinh thánh để xem lời giảng có thật không. Có nhiều người ngày hôm nay đó nói chuyện trên đời dưới đất nhưng mà không có nói lời của Đức Chúa Trời. Cho nên anh chị em và tôi, chúng ta cần phải có đầy dẫy lời của Đức Chúa Trời. Tôi thường nói với các sinh viên trong trường Kinh Thánh, anh em có thể dở cái gì cũng chịu được, nhưng mà dở Kinh Thánh, dở lời Chúa Trời là không chấp nhận được. Phải đầy dẫy lời của Chúa. Rồi, phải luôn luôn ở trong Chúa, Giăng 15 câu 1 câu 7. Phải luôn luôn ở trong cái mối liên hệ với Đức Chúa Trời. Tôi nhớ có một đầy tớ Chúa, khi ông lên giường để ngủ đó, ông nói là Chúa, cho đến giờ này giữa con và Chúa không có gì thay đổi cả, nhân danh Chúa Christ, amen. Ông đi ngủ thì người ta, ủa tại sao con nguyện ngắn vậy? Tại vì ông con nguyện 8 tiếng đồng hồ mỗi ngày rồi.
Cho nên cái giờ mà ông cầu nguyện trước khi ngủ đó chỉ là một cái mốc xích để nối lại 8 tiếng đồng hồ cầu nguyện nữa với Chúa trong ngày hôm đó, với cái giờ ông bước vào trong giấc ngủ. Cho nên chúng ta ở trong cái mối tương giao mật thiết với Chúa. Rồi bây giờ điểm thứ năm, nhờ những người trưởng thành thuộc linh cầu nguyện. Gia Cơ đoạn 5 mà chúng ta đã đọc đó, bây giờ đoạn 5 câu 14 đến 16. Thì tôi có nói nãy rồi mà tôi muốn nhắc lại anh em đó. Nhớ là những người trưởng thành thuộc linh. Tôi phải nói vậy cho nó chắc ăn hơn. Tại vì tôi biết có một số giáo phái có cái chức danh nhưng mà không có chức năng, bởi vì họ không có trưởng thành thuộc linh. Ngày xưa đó, tôi có biết một anh bạn tôi dẫn tên Chúa. Mới là báo tem thời gian sau, anh đi qua anh nhóm một cái giáo hội kia. Chưa đây một năm, phong nhận cái chức giám mục hết sức tào lao. Anh còn là con đỏ trong Chúa. Cho nên tôi muốn nói điều này với quý mà chị em, tôi không muốn đụng tới cái tên của giáo phái. Nhưng tôi chỉ muốn nói rằng, con cái Chúa là người phải trưởng thành, thì những người đó sẽ thực hiện cái công tác mà Chúa giao cho mình. Trong đó có đuổi quỷ và cầu nguyện. Bây giờ, thứ sáu, tham dự các buổi nhóm mà tin vào sự chữa lành. Trong công vụ đoạn 5 câu 15-16. Cho nên chị em ơi, tôi biết nhiều con cái Chúa rất là ham mến sự nhóm lạ thờ phượng Chúa. Nhưng anh chị em phải cẩn thận. Có những buổi nhóm mà anh em tới đó anh em sẽ mất đức tin. Tôi biết điều đó. Tại vì tôi đã từng đi tham dự nhiều hội đồng lắm. Có những người diễn giả lên á, họ giảng làm cho anh em mất đức tin. Có một lần tôi đi dự một cái hội thảo về sự phát hưng ở bên Mỹ. Rồi cuối cùng á, thì sau khi bao nhiêu người bàn luận, tới phiên họ hỏi tôi theo ông mục sư ái từ bên Việt Nam qua thì ông nghĩ như thế nào để có được sự phấn hưng trở lại. Tôi nói trước hết là hãy sa thải hết mấy ông giáo sư trường thần học đi. Hồ, mọi người trốn tới nhìn quá lạ vậy. Tôi nói mấy ông giáo sư của trường thần học bây giờ đó, ông cung cấp cho ông tập một mớ kiến thức và toàn những kiến thức vô tín, làm cho người ta không tin vào lời của Đức Chúa Trời nữa. Cho nên có lần tôi bỏ trên Facebook đó, tại sao có nhiều người có bằng tiến sĩ quá chừng vậy, thạc sĩ, có nhiều người được phong chức quá chừng, có nhiều chi hội được lập ra, nhiều giáo phái được lập ra, mà không có người tin Chúa. Quý vị thấy đó, ở bên Mỹ này, bất cứ ai đi vô trong trường đại học học, lấy cái bằng tiến sĩ về tôn giáo thế giới, gọi là World Religious, học World Religion là tôn giáo thế giới, có cái bằng tiến sĩ ra, là có thể đi vô xin dạy trường thần học được rồi. Và những người đó hoàn toàn không tin Chúa. Quý vị qua bên Tàu, rất nhiều mục sư của nhà thờ Tâm Tự, họ không có tin Chúa gì cả. Họ học trường của nhà nước, có ra có bằng cử nhân thần học, được phong chức đàng hoàng, ra lãnh của nhà thờ to đẹp lắm, nhưng mà hoàn toàn không tin Chúa. Cho nên chị em ơi, anh em muốn đi nhóm lại để được gây dựng, cảm ơn Chúa tốt, nhưng phải lựa biết diễn giả đó là ai, họ giảng cái gì. Đừng đến những cái chỗ mà họ làm cho anh em mất tin. Tôi biết có một ông mục sư kia, khi ở Việt Nam đó, ông có đức tin. Ông chữa bệnh, đuổi quỷ, mở mang hội thánh, dẫn người tin Chúa. Khi ông qua Mỹ, ông lập được cái hội thánh có 40-50 tín đồ. Một ngày kia có một hội thánh lớn khoảng 350 tín đồ mời ông làm mục sư. Ông thích quá. Thế ông bỏ cái hội thánh nhỏ, ông qua lãnh hội thánh lớn. Nhưng mà khi qua hội thánh lớn đó, thì ông phải cam kết với họ một số điều. Mà trong những điều đó, không còn tin vào những ân tứ của Thánh Linh, không tin vào ơn chữa bệnh, không tin vào ơn đuổi quỷ, không tin vào sự đặt tay, không tin vào sự giơ tay. Ông chấp nhận hết. Ông ở hội thánh nó chưa được năm nào cũng đuổi ông đi. Tôi muốn nói điều này cho quý ông bà chị em. Ngày hôm nay, có một số người mà ở bên Việt Nam mình thường đưa lên Facebook đó, cầu nguyện mà đừng để cho tà giáo này, tà giáo kia, tà giáo nọ. Trong tuần đầu tôi có nói tà giáo là gì? Tà giáo là những người không tin vào lời của Đức Chúa Trời, hoặc là sửa lời Đức Chúa Trời theo ý mình. Tôi không muốn nói tên, nhưng mà tôi muốn anh em phải biết rằng, chúng ta đừng bao giờ kết luận ai tà giáo trên quan điểm của người khác, trên cái việc họ làm khác với mình. Nhưng mà ai không làm theo lời Đức Chúa Trời, mà đặt ý riêng của mình, làm theo ý của tổ chức, của con người, mà ngược lại lời Chúa Trời, đó là tà giáo. Cho nên tôi muốn anh chị em con cái của Chúa, anh chị em muốn được trưởng thành đức tin, muốn thấy được ân tứ quyền năng giáo kỳ phép lạ kèm theo, hãy cẩn thận những buổi nhóm.
Có những buổi nhóm mà nhiều khi chúng ta tốn tiền, chúng ta phải đi dự. Mà có những buổi nhóm người ta mời không, người ta cho tiền xe, tiền ăn, tiền ở khách sạn cũng đừng đi. Bởi vì nó là tà giáo. Hoặc là nó làm cho mất đức tin của mình. Nếu không, nó không tà giáo mà là mình mất đức tin đi, mình không còn tin vào lời Đức Chúa Trời nữa, mình không sống một cuộc đời phước hạnh để chia sẻ phước hạnh cho người khác. Cho nên tránh những buổi nhóm đó. Vì bạn em muốn có đức tin thì phải lựa những cái buổi nhóm mà đi. Bởi vì tôi biết trong tương lai, khi mà tự do thì nhiều tà giáo sẽ vào lắm. Và tà giáo đến ấy, là nó cho không hết rồi. Chánh giáo nó bắt phải đăng ký, phải đóng tiền. Trong khi tà giáo nó cho không mọi thứ hết. Nên tôi nói thường đó, lý do mà ta theo tà giáo đó cũng giống như ngày xưa ở Việt Nam. Mấy đứa con nít mà nó thích bánh thích kẹo đó, là mấy cái bà mẹ mìn chuyên môn cho bánh cho kẹo nó để bắt cóc nó, bán linh hồn nó, bán thể xác nó. Ngày hôm nay cũng vậy, có những người cứ ngửa tay xin viện trợ của nước ngoài, và đó là họ bán linh hồn cho quỷ dữ đó. Cho nên chúng ta cần phải nhận biết, hãy học gương tín đồ Bê-rê, hãy tra xem kinh thánh xem lời giảng có thật không. Nếu họ không giảng đúng lời của Đức Chúa Trời thì họ có cho tiền, cho bạc, cho chức, cho gì cũng cảm ơn, đừng có nhận. Chúng ta không bán linh hồn mình, bởi vì nếu chúng ta theo Chúa, chúng ta được phước hơn họ cho. Họ chỉ cho chúng ta một thời gian ngắn thôi, nhưng mà Chúa cho anh em cả cuộc đời trong trái đất này, trong trần gian này, cho đến khi chúng ta vào cõi đời đời. Cho nên hãy tham dự các buổi nhóm, và tham dự những buổi nhóm nào mà thật là có phước, thật là có lời của Chúa. Rồi kế đến, tin cậy và trông đợi nơi quyền năng phép lạ của Chúa. Chúng ta đến với Chúa phải tin rằng Chúa sẽ làm được đó. Trong Ma-thi-ơ đoạn 7 câu 18, chúng ta phải tin rằng Đức Chúa Trời chúng ta sẽ làm được mọi sự. Tin Đức Chúa Trời làm được mọi sự. Tin Đức Chúa Trời tha tội được cho anh em. Tin Đức Chúa Trời cứu rỗi đời anh em. Tin Đức Chúa Trời biến đổi anh em từ ma quỷ trở nên con Đức Chúa Trời, từ tội nhân thành thánh đồ. Tin Đức Chúa Trời chữa lành bệnh cho anh em. Tin Đức Chúa Trời từ làm cho anh em nghèo khó trở nên giàu có. Đức Chúa Trời làm được hết mọi sự. Cho nên chúng ta phải tin cậy và phải trông mong. Anh em ơi, tôi nói anh em là chúng ta phải trông mong là vì sao? Chúa hứa là mình phải làm. Có nhiều người đã dạy sai. Ví dụ tôi nói ở Việt Nam đó, người ta dạy khi anh em dâng hiến đó, bỏ tiền bỏ hộp là thôi, không cần biết gì nữa cả. Mình làm xong việc đó thôi, mình không có tin rằng mình dâng là Chúa cho lại. Như vậy sai. Kinh Thánh nói đem phần 10 vào kho để xem ta có mở cửa ban phước cho ngươi không. Tâm lần trước tôi dạy về ông David khi em đối diện Goliath. Ông hỏi, nếu tôi giết được cái thằng khổng lồ Goliath này thì phần thưởng của tôi là gì? Chúa luôn luôn có phần thưởng cho người tin cậy Ngài. Anh em đọc Kinh Thánh đi. Cho nên á, chúng ta phải có sự trông đợi nơi Chúa. Đến buổi nhóm họ trông đợi, đang buổi nhóm đó Chúa hiện diện ra, Chúa sẽ làm gì? Quyền năng, dấu kỳ, phép lạ được tỏ ra. Chúa sẽ có sứ điệp cho chúng ta, chứ không phải chỉ có một bài giảng. Ngày hôm nay có nhiều cái ngôi giáo đường, nhiều buổi nhóm có những bài giảng, nhưng mà không có những sứ điệp từ Đức Chúa Trời. Cái bài giảng và sứ điệp nó khác nhau, quý vị. Cái sứ điệp là đến từ Đức Chúa Trời bởi sự sức giọng của Ngài. Còn bài giảng là nghiên cứu, soạn, thu nhập đầu này, góp đầu kia, gom lại, nói nghe đã lỗ tai lắm, nhưng mà rồi về nhà không có chuyện gì xảy ra cả. Cho nên xin Chúa giúp cho tôi và chị em, để chúng ta không những tin cậy Chúa, nhưng trông đợi quyền năng, dấu kỳ của Chúa, phép lạ của Chúa, thực hiện trên cuộc đời của chúng ta, và qua chúng ta cũng thực hiện trên cuộc đời của những người khác nữa. Amen. Rồi, điểm kế đến, vui mừng ở trong mọi hoàn cảnh. Nhiều người trưng dẫn câu đó. Có một dịp khác tôi sẽ chia sẻ anh em về Philip đoạn 4. Có nhiều bài học hay lắm ở đó. Hôm nay tôi không có thể nói hết gì đó. Nhưng mà tôi chỉ nói tới cái điều là chúng ta vui mừng trong mọi hoàn cảnh. Anh em ơi, nếu ốm đau bệnh tật đến, đừng bao giờ than phiền, đừng bao giờ trách móc. Nếu anh em cầu nguyện mà cho người ta chưa được lành, đừng than phiền, đừng trách móc. Vì chúng ta biết rằng Chúa sẽ có chương trình tốt lành. Chúng ta cứ trung tín làm phần việc của mình, và Chúa sẽ làm phần việc của Ngài. Chúng ta phải vui mừng trong mọi hoàn cảnh. Có một điều tôi biết rằng người bệnh thì không thể nào vui mừng luôn luôn được. Do đó chúng ta phải trông đợi sự chữa lành của Chúa. Và từ đó dẫn đến chỗ tin cậy Chúa ở trong mọi hoàn cảnh, và phó thác mình ở trong tay của Chúa. Cho nên xin Chúa giúp cho anh em để chúng ta thực hiện những bước đó trên cuộc đời của chúng ta. Bây giờ có một câu hỏi rất là thông dụng xảy ra. Ông mục sư ơi, bây giờ tin Chúa, có đức tin rồi, cầu nguyện Chúa có dùng thuốc hay không?
Ồ, câu này đem ra tranh luận nhiều lắm. Hồi tôi học trong trường thần học á, là chia ra hai nhóm tranh luận rất là sôi nổi. Nhưng mà bây giờ chúng ta xem lời Chúa trong Luca đoạn 10 câu 33 tới 35. Luca đoạn 10 câu 33 35. Nhưng có một người Samari đi đường đến gần và thấy một nạn nhân thì động lòng thương xót, liền áp lại gần, lấy dầu và rượu xức vào vết thương rồi băng bó lại. Sau đó đỡ nạn nhân lên con vật của mình, tức là con lừa đó, và đưa đến quán trọ để nhờ quán trọ ra săn sóc. Ngày hôm sau, ông lấy hai denier đưa cho chủ quán và nói: "Hãy săn sóc người này, nếu tốt hơn nữa, khi trở lại tôi sẽ hoàn lại cho anh em." Như vậy ở đây đó, chúng ta thấy rằng lấy dầu, lấy rượu sức rồi băng bó vết thương. Tức là họ có sử dụng những cái phương pháp, nếu Việt Nam mình gọi đó là phương pháp ngoại khoa, có người gọi là phương pháp đông y, phương pháp cổ truyền gì đó vân vân. Tôi không có phê phán là anh em dùng cái nào, nhưng mà tôi hãy xem lời của Chúa. Rồi bây giờ chúng ta xem bác sĩ Luca nói gì. Cô-lô-se đoạn 4 cho biết là Luca là một vị bác sĩ rất yêu quý. Và bác sĩ Luca nói thế nào? Chúa Giê-xu, chính Chúa Giê-xu nói thế này trong Ma-thi-ơ đoạn 9 câu 12. Khi nghe điều đó, Đức Chúa Giê-xu phán: người khỏe mạnh không cần thầy thuốc, nhưng người đau ốm mới cần. Như vậy đó, cái chỗ mà uống thuốc hay không uống thuốc, đến bệnh viện không đến viện đâu. Chúng ta đừng bao giờ đặt ra một cái tiêu chuẩn nào đó để lên án anh em mình. Có một số người lên án người khác rằng uống thuốc là không có đức tin, đến bác sĩ là không có đức tin. Quý vị biết không? Ở một số nước như nước Mỹ này đó, cha mẹ mà không cho con uống thuốc á, có nhiều khi bị đưa ra tòa vô tòa vợ đó. Cho bên Mỹ nó có những cái hội mà nó chống lại về vấn đề thuốc men, chống lại vấn đề mà bắt buộc con cái họ phải chích vaccine đó. Họ đi biểu tình, họ yêu cầu cái quyền tự do của họ. Cho nên ở bên xứ Mỹ thì nó hơi khác một tí xíu, là vì luật lệ bên này nó rất là nghiêm khắc. Bên Mỹ là một rừng luật mà. Cho nên là người mục sư đó, mà bên Mỹ không phải muốn làm tư vấn cho ai cũng được đâu nha. Tư vấn phải có cái bằng counseling, là cái bằng tư vấn đó, mới làm được. Còn nếu mục sư không có bằng đó, là phải mướn một cái người tín đồ nào mà có cái bằng đó mới làm tư vấn người ta được. Vì bên Mỹ nó kiện ra tòa. Có cái nhà thờ kêu mục sư giảng phần 10, giảng phần 10 được phước. Một năm sau họ kiện mục sư ra tòa. Họ đã ổng bảo tôi giảng phần 10, tôi thắng lương nào tôi cũng đóng 10% nhà thờ, mà một năm sau tôi cũng nghèo khó. Họ kiện mục sư ra tòa. Có một nhà thờ kia, mục sư làm bắp tem cho họ, họ đi ra trật tá, nó kiện mục sư ra tòa vì cái chuyện mà để cho tín đồ trật tá khi làm lễ bắp tem. Cho nên bên Mỹ xứ thì nó kiện đủ mọi thứ. Vì vậy, tùy vào mỗi nơi anh em đang sinh sống, phải hết sức nhạy bén trong tâm linh của Đức Chúa Trời. Chúng ta không áp đặt người khác phải thế này, phải thế kia, phải thế nọ, nhưng mà căn cứ trên lời Đức Chúa Trời và tùy đức tin của họ, căn cứ lời Đức Chúa Trời, điều gì Chúa đặt ở trong lòng họ, họ làm như vậy. Cho nên ở bên Mỹ này họ bắt buộc phải mua bảo hiểm y tế. Mấy năm trước khi dưới chế độ của Obama, tôi không mua bảo hiểm y tế tôi cũng bị phạt nữa là khác. Cho nên anh em phải tùy nơi cái hoàn cảnh đó, và nếu anh em bằng lòng chấp nhận mọi hình phạt nếu anh có đức tin, điều đó không sao cả. Chúa biết anh em và anh em biết mình. Và đừng bao giờ để người khác pháp phạm, đừng bao giờ phiền lòng vì Chúa không làm theo cái ý của mình muốn. Cho nên tôi muốn nói với anh em rằng, nếu anh em thấy là cần phải đi bệnh viện, cứ đi. Hãy điều gì không bởi đức tin là phạm tội. Nếu anh em cảm thấy rằng mình cần phải uống thuốc, cứ uống. Điều gì không bởi đức tin là phạm tội. Cho nên tôi không muốn anh em cực đoan cái chỗ này. Là phải uống thuốc, phải đi bệnh viện, hay là không uống thuốc, không đi bệnh viện. Tôi không muốn nói phải hay là không. Tùy đức tin của mỗi người, tùy lượng đức tin của mỗi người đó. Tùy theo sự dẫn dắt của Chúa trong anh em. Cái điều nào mà Chúa cho trong linh của anh em nhận lãnh và được bình an thì hãy làm điều đó. Và anh em cũng đừng bao giờ buộc người khác phải làm y như mình. Vì mỗi người họ có lượng đức tin khác nhau. Và có điều khi Chúa phán với anh em điều đó, nhưng mà Chúa không phán với họ. Cho nên đó là lý do tại sao khi chúng ta đi cầu nguyện, chúng ta căn cứ lời Đức Chúa Trời hướng dẫn giúp đỡ cho người ta, để dẫn người ta từ đức tin đến đức tin. Cho chúng ta không áp đặt họ bất cứ điều gì mà chúng ta nghĩ nó là đúng. Có thể nó đúng với mình, nhưng mà không chắc nó đúng với người khác. Cho nên xin Chúa giúp cho anh chị em và tôi, để chúng ta biết rằng người ta đi bệnh viện, người ta đi bác sĩ, người ta uống thuốc không, chuyện đó nó không can hệ tới đức tin của chúng ta với đức tin của họ. Họ phải chịu trách nhiệm trước mặt Chúa về cái đức tin của mình.
Và sau khi tôi kể đoạn 23 câu 25, Chúa hứa thế này: Ngươi hãy hầu việc Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, Ngài sẽ ban ơn cho vật ăn uống của ngươi và tiêu trừ các bệnh hoạn giữa vòng ngươi. Hallelujah, cảm ơn Chúa. Hãy hầu việc Chúa. Nếu anh em hầu việc Chúa, xin lỗi đây tôi muốn mở ngoặc đơn nói cái chữ hầu việc Chúa. Ở Việt Nam đó, ngày xưa khi nghe chữ hầu việc Chúa thì người đó phải là mục sư mới hầu việc Chúa. Xin thưa anh em, điều đó không chính xác. Mỗi một con dân của Chúa đều có thể hầu việc Chúa được hết. Có một dịp khác tôi chia sẻ cho anh em những cái ân tứ chức vụ trong hội thánh. Chúng ta có 3 nhóm ân tứ khác nhau. Ân tứ ở trong Roma là mỗi một con cái Chúa đều phục vụ trong hội thánh địa phương của mình. Nhóm ân tứ Corinto nhất đoạn 12 đoạn 14 là ân tứ để bày tỏ quyền năng của Chúa. Và nhóm ân tứ trong Epheso đó là ân tứ để gây dựng thân thể Đấng Christ. Nhưng mà tôi muốn nói tóm là mỗi một người thật sự tin Chúa đều phải hầu việc Chúa. Nhưng mà hầu việc Chúa không phải là phải có chức danh nào mới là hầu việc Chúa. Cho nên Việt Nam ngày xưa đó, nghe cái chuyện hầu việc Chúa, ta nghĩ đó là mục sư truyền đạo, người đứng lên tục bục giảng. Còn chấp sự không phải, trưởng lão không phải, tín đồ không phải. Xin thưa quý mà không. Cái chuyện hầu việc Chúa là dành cho tất cả những người thuộc về Chúa, phục vụ Ngài, phục vụ dân sự Ngài, đều là hầu việc Chúa cả. Cho nên Chúa nói rằng hãy ai hầu việc Chúa, thì Ngài ban ơn cho vật ăn uống và tiêu trừ các bệnh tật giữa vòng ngươi. Anh em có thể căn cứ lời hứa đó để mà nói với Chúa. Tôi cảm ơn Chúa, vợ chồng tôi mỗi lần cầu nguyện chúng tôi luôn luôn nói với Chúa, chúng con hầu việc Ngài, xin Ngài ban ơn cho vật ăn uống và tiêu trừ mọi bệnh tật. Mỗi buổi sáng khi thức dậy tôi nói với Đức Thánh Linh trong Roma đoạn 11 câu 8: Đức Thánh Linh ơi, Ngài là đấng khiến cho thân thể chết của Chúa Jesus sống lại. Bây giờ Ngài đang ngự trong con, Ngài cũng khiến thân thể chết của con sống lại. Thánh Linh ơi, hôm nay xin Ngài làm việc của Ngài để thân thể con khỏe mạnh, hầu con được tiếp tục phục vụ Đức Chúa Trời. Và tôi tin rằng anh em mỗi người đều có thể nói như vậy được cả. Cho nên để kết thúc cho bài này, thật ra cái bài này nó dài lắm, tôi phải dạy 3 tháng về sự chữa lành. Nhưng mà có dịp khác tôi sẽ nói về sự chữa lành nội tâm. Tức là ngày hôm nay một cái bệnh mà rất là phổ biến thế giới, đó là bệnh trầm cảm đó. Đó là bệnh nội tâm cần phải giải phóng. Bây giờ một số trường học họ có bằng tiến sĩ về chữa bệnh nội tâm nữa là khác. Người ta phải học tới mấy năm để lấy cái bằng đó. Trong trường Kinh Thánh ngày xưa tôi chỉ dạy có 3 tháng thôi. Nhưng mà hôm nay tôi không có đi sâu vào bài đó. Tôi chỉ nói về chữa bệnh thuộc thể thôi. Là một, ở trong những cái phần, trong cái gói của Chúa Giê-xu khi Ngài chết trên thập tự. Ngài tha thứ tội lỗi của chúng ta, Ngài cứu chuộc linh hồn chúng ta, đồng thời Ngài ban sự chữa lành cho thân thể chúng ta. Chỉ là một phần trong cái gói của tin lành toàn bộ. Cho nên xin Chúa giúp cho anh chị em là những người nghe tôi hôm nay, anh chị em tin nhận Ngài, anh chị em hưởng được không những vật ăn uống mà được tiêu trừ mọi bệnh tật giữa vòng chúng ta. Amen. Cầu xin Chúa ban phước cho các ông bà anh chị em. Và bây giờ tôi muốn để giờ này cầu nguyện cho quý ông bà anh chị em trong giờ này đây. Bây giờ tôi cầu nguyện, xin tất cả mọi người đều cầu nguyện với tôi trong giờ này. Kính lại Đức Chúa Trời. Kính lại Đức Chúa Trời. Ngài là đấng tạo hóa của con. Ngài là đấng tạo hóa của con. Ngài đã dựng nên con. Ngài đã dựng nên con. Ngài đã ban cho con. Ngài đã ban cho con. Một cuộc sống bình an. Một cuộc sống bình an. Vui mừng. Vui mừng. Mạnh khỏe. Mạnh khỏe. Phước hạnh. Phước hạnh. Cảm ơn Chúa Giê-xu. Cảm ơn Chúa Giê-xu. Đã thực hiện điều đó. Đã thực hiện điều đó. Khi con tin nhận Ngài. Khi con tin nhận Ngài. Hôm nay. Một lần nữa. Một lần nữa. Con xác nhận rằng. Con xác nhận rằng. Chúa Giê-xu. Chúa Giê-xu. Là cứu Chúa của con. Là cứu Chúa của con. Ngài đã đến trần gian này. Ngài đã đến trần gian này. Đã chết thay cho con. Đã gánh mọi tội lỗi của con. Đã gánh mọi tội lỗi của con. Đã gánh mọi bệnh tật của con. Đã gánh mọi bệnh tật của con. Đã gánh sự nghèo khổ của con. Đã gánh sự nghèo khổ của con. Hôm nay. Hôm nay. Con tái tuyên xưng. Con tái tuyên xưng. Chúa Giê-xu. Là cứu Chúa của con. Là cứu Chúa của con. Là chủ cuộc đời con. Là chủ cuộc đời con. Bởi đức tin. Bởi đức tin. Con nhận lãnh. Con nhận lãnh. Sự tha thứ. Sự tha thứ. Sự chữa lành. Sự mạnh khỏe, sự thành vượng, trong danh Chúa Giê-xu, con tuyên bố rằng, con thuộc về Ngài, con là phương tiện, là ống dẫn phước hạnh, để chuyển ơn của Ngài, đến cho đồng bào của con, cho dân tộc của chúng con, nhân danh Chúa Giê-xu,
Con công bố rằng quyền lực của tối tâm, của ma quỷ, của tà linh, của ác linh, của quế linh, của bệnh tật đều bị phá bỏ trong danh Chúa Giêsu. Xin Chúa giúp cho con và hội thánh Ngài tin vào lời Chúa và trung tín rao giảng lời Ngài cho đồng bào của chúng con, để họ được tha tội, được làm con Đức Chúa Trời, được sự chữa lành, được sự thịnh vượng, và đất nước của chúng con sẽ cử nhiều giáo sĩ ra đi rao giảng tin lành. Con cảm ơn Ngài. Nhân danh Chúa Giêsu, giờ này đây chúng con hiệp ý cầu nguyện, và con cầu nguyện cho tất cả con dân Ngài hưởng được sự chữa lành, cũng như sự cứu rỗi và sự thịnh vượng. Con cảm ơn Cha. Nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Thưa Cha, con dâng những lời cầu nguyện của anh em con mỗi người lên cho Cha, và con dâng những đáng đề của dân sự Ngài hôm nay lên cho Ngài. Vì lời của Chúa hứa với con rằng Đức Chúa Giêsu đến để phá hủy công việc của ma quỷ, để giải cứu người ta khỏi quyền lực tối tăm ma quỷ, để chữa lành bệnh tật cho người ta, để ban cho cuộc sống bình an, vui mừng, mạnh khỏe, thành công, thành vượng ngay những ngày trên đất này. Xin Chúa thực hiện lời đó cho anh chị em chúng con, để ai nấy khi nghe lời của Chúa hôm nay, lời này sẽ thay đổi cuộc đời của họ. Ngài dời họ từ tối tăm qua sáng láng, từ ma quỷ đến Đức Chúa Trời, từ ốm đau bệnh tật trở nên mạnh khỏe, từ tuyệt vọng trở thành hy vọng, từ nghèo khổ trở nên giàu có. Họ là những công nương hoàng tử vương quốc thiên đàng, và Ngài sai phái họ ra đi như những đại sứ của vương quốc thiên đàng, để mang sự giải phóng, sự chữa lành của Chúa đến cho mỗi người Việt Nam chúng con, để đất nước chúng con sẽ được thay đổi thành một nước giàu có, thịnh vượng, để mang tin lành đi khắp năm châu bốn biển. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con tạ ơn và cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen.